Xin chào các bạn, các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa. Nếu thấy audio chuyện hay thì hãy để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký, để mình có động lực ra thêm video cũng như ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website audio pro để nghe thêm nhiều chuyện hay, link mình để trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thần Võ Chiến Vương tập 41 chương 801, sánh vai đại đế. Thần Hy thừa nhận 500 năm trước đan thánh xác thực đối mặt quá vấn đề này, phòng khách lập tức rơi vào đến một mảnh nghị luận bên trong. Thiên đan sư cũng đều nhìn thẳng vào lên vấn đề này, nghĩ nếu như là lời của mình giải quyết như thế nào. Thần Hy nói nói, nếu như có ai trả lời tiếp cận, sẽ thu được cái này nguyên thiên thạch. Này vừa nói, lập tức gây nên sóng lớn mênh mông, nguyên bản mọi người chỉ muốn ở thần Hy trước mặt có biểu hiện, không theo đuổi khen thưởng nhưng là khối này nguyên thiên thạch lấy ra sau mỗi người đều thay đổi chủ ý phong linh tộc kiêu ngạo ngô tử minh cũng là mặt lộ vẻ khát vọng ánh mắt nóng rực giang thần cũng không ngoài ý muốn nguyên thiên thạch giá trị bao nhiêu là cùng hỏa vẫn thiên thạch nổi danh tồn tại chỉ có điều là hỏa vẫn thiên thạch đến từ thiên ngoại thế giới tương đối quý giá số lượng ít ỏi nguyên thiên thạch muốn hơi hơi tốt hơn một chút bất quá cũng bị thế lực lớn đại năng khống chế rất ít sẽ có xuất thế hiện tại thần hy cầm một khối nguyên thiên thạch làm khen thưởng chỉ có thể nói đan hoàng truyền nhân hảo vô cùng bạo tay đương nhiên thần hy khối này nguyên thiên thạch không có giang thần được hỏa vẫn thiên thạch lớn nặng không quá một cân bị nàng một cái tay nắm chặt mặc dù như thế cũng gọi là người đang ngồi điên cuồng ta suy đoán đan thánh là mượn dùng tránh hỏa bảo vật mới được thuận lợi luyện đan lập tức liền có nhân mở miệng nói lời này nghe vào rất hợp lý nhưng là chỉ cần ngẫm nghĩ liền sẽ phát hiện có lỗ thủng. Vậy cũng chỉ là tránh hỏa, đan thánh phải như thế nào khống hỏa. Đúng đấy, thập đại kỹ xảo đều phải đối với hỏa khống chế đến suốt thần nhập hóa mức độ. Không chờ thần hy mở miệng, thì có nhân trước sau phản bác. Nói chuyện người kia nhún vai một cái, không có tranh chấp, thần hy nói chính là tiếp cận là có thể, hắn lời giải thích rất chiếm tiện nghi. Còn có nhân trả lời sao? Thần hy lại hỏi, rất nhanh, mọi người mồm năm miệng mười, Nói ra các loại khả năng tính. Nữ nhân này không biết là ở nổ ta đi, Giang Thần Trần chờ bất định, hắn tự nhiên cần Nguyên Thiên Thạch, đặc biệt là ngày hôm nay nhìn thấy ở đây bên trong nhiều như vậy xuất sắc thiên tài, cảm giác được áp lực. Hắn cũng biết đan thánh là làm sao luyện đan, bởi vì hắn chính là đan thánh a. Lại quá không bao lâu, đại đa số người cũng đã nói rồi đáp án. Có khả năng nhất lời giải thích là đan thánh mượn bảo vật, xoay chuyển càn khôn, lấy người phàm thân thể luyện đan còn có chính là đan thánh lý luận tri thức vững vàng chỉ đạo những người khác luyện đan chính mình ở bên quan sát kỳ thực chưa từng có tự mình luyện đan quá nói như thế nào đây hai lời giải thích đều không đúng hơn nữa quá mức không rõ ràng thần hy không dự định liền như vậy đem nguyên thiên thạch tặng người nhẹ nhàng lắc đầu đầu tiên luyện đan sư nhất định phải dựa vào tự thân không có mượn bảo vật lời giải thích bảo vật chỉ là đưa đến trợ giúp tác dụng mặt khác Đan Thánh tự mình luyện quá đan dược, ở 500 năm trước thánh vực đan dược tỉ thí hạ, hắn luyện chế đan dược thu được người thứ nhất. Nghe xong, mọi người lòng sinh tiếc nuối, đồng thời càng thêm hiếu kỳ. Không có người trả lời sao? Vậy ta có thể muốn vạch trần đáp án." Thần Hi cười nói. Cái kia, Giang Thần nhịn không được nguyên thiên thạch mê hoặc, không từ mở miệng. Vừa nãy cuồng bạo tiểu hỏa nhân thời điểm là như vậy, hiện tại cũng là như vậy, mọi người hướng về hắn xem ra phản ứng quái dị ánh mắt phức tạp ta nếu là nói ra tại sao nguyên thiên thạch sẽ quy ta sao giang thần nói nói thần hy chỉ là để mọi người đi đoán đoán được sẽ cho đối với biết đáp án nhân sẽ làm sao còn không biết giang thần không muốn làm bộ là đoán được cái kia quá dối trá ngươi biết thần hy nghe hắn như vậy câu hỏi còn ngươi chuyển động nói nếu như ngươi không có nói sai nguyên thiên thạch liền quy ngươi hắn không biết thật biết chưa Khó nói A, à, cũng không ai biết hắn là làm sao trở thành thiên đan sư, biết ẩn tình cũng chẳng có gì lạ. Thật sự muốn biết đan thánh đến cùng là làm sao luyện đan A. À. Giang thần đứng dậy, ở mọi người nhìn kỹ, dùng ngụm nước thắm giọng ít hầu. Đan thánh, niệm chính mình tên gọi, giang thần có gan cảm giác cổ quái. Đan thánh ở khai mạch nghi thức sau bị kiểm tra ra trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành, bất quá đan thánh đam mê thư tịch như mê như say, càng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nói tới chỗ này, người đang ngồi hoàn toàn là thay đổi sắc mặt. Từ gian thần trong lời nói, thật giống đối với 500 năm trước đan thánh biết sơ lược. Phải biết, từ khi thánh vực đường núi vị diện đóng sau, cái kia đoạn lịch sử đã sớm bị phủ đầy bụi, rất ít người giải. Cũng chỉ có như là đan hoàng như vậy đã từng đi qua thánh vực hành hương lão tiền bối biết. Từ trong miệng của bọn họ hoặc là viết xuống đến văn tự mọi người biết được có quan hệ thánh vực một điểm nhỏ của tảng băng chìm rất nhanh đan thánh người nhà phát hiện hắn ở phương diện này là kỳ tài luyện đan vẫn là công pháp đều có hơn người kiến thức nhưng mà bởi tự thân không cách nào tu hành coi như có tâm đắc cũng không cách nào chứng kiến vì vậy cha mẹ hắn cho hắn tìm đến hai tên cô nhi một nam một nữ ở nữ trên người trách nhiệm công pháp nam phụ trách đan dược sau đó đan thánh luyện đan thời gian sẽ cùng nam đồng thần thức hợp nhất tiến vào nam đồng trong cơ thể, đây chính là đan thánh luyện đan bí mật, giang thần nói rất tỉ mỉ, bởi vì này ở thánh vực là người người đều biết nữ hài nam đồng từ đây nương theo hắn trái phải, như hình với bóng, được gọi là là thánh vực đệ nhất công tử phụ tá đắc lực. trời ạ, à, còn có như vậy sao? thần hồn hợp nhất này muốn hai người độ cao phù hợp mới có thể làm đến, không thể có một tia trần chờ cùng hoài nghi. có thể hay không quá tàn nhẫn, dùng người khác xem là thử luyện. Mọi người đều không thèm để ý nguyên thiên thạch, bắt đầu kích động thảo luận lên. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mỗi người đều có quan điểm của chính mình muốn biểu đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách cực kỳ ồn ào. Chỉ có thần hy lẳng lặng nhìn giang thần, nàng nụ cười trên mặt biến mất không còn tâm hơi, có thể nói mặt không hề cảm xúc, một đôi đẹp đẽ con người không biết đang suy nghĩ gì. Giang thần công tử, ngươi là làm sao mà biết những này? Một lúc lâu qua đi, thần hy hỏi. Chuyện này, nàng cũng là từ sư phụ nơi đó nghe nói qua, nhưng vẫn không có giang thần nói tỉ mỉ. Sư phụ ta nơi đó, giang thần nói nói, nay vừa nói, ngoại trừ Trần Hy bên ngoài, trong lòng mỗi người đều nghĩ tới một người, viêm đế. Một cái đại đế sống 500 năm là chuyện rất bình thường, biết được người khác không biết lịch sử bí ẩn. Không sai, đan thánh chính là thông qua phương thức như thế luyện đan, còn đối với hai tên hài đồng tàn không tàn nhẫn, không ai có thể định nghĩa, bởi vì bọn họ đối với đan thánh trung thành tuyệt đối, càng là bởi vì nương theo đan thánh đoạn trải qua này, dùng đến thành tựu của bọn họ sánh vai đại đế. Thần Hy nói nói, sánh vai đại đế, người đang ngồi tất cả xôn xao, đạt được thành tựu như thế này, vậy còn nói tàn nhẫn quả thực là ngu xuân. Đối với nữ hài nam đồng tới nói, là hiếm có kỳ ngộ. Đây là nguyên thiên thạch, thần Hy tự tay đem nguyên thiên thạch đưa cho Giang Thần, đồng thời nói nói, Giang Thần công tử, có thể không hỗ trợ tôn sư. Ta nghĩ bái kiến tiền bối. Ồ, Giang thần tiếp nhận nguyên thiên thạch, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Là sư phụ ta, có một kiện tâm sự ở trong lòng đã cực kỳ lâu, tôn sư đối với đan thánh như vậy giải, hay là có thể giải hoặc. Thần Hy nói nói, chương 802, Nguyên Thiên Thạch, Giang thần không có tại chỗ cho thấy thái độ, nói muốn đi xin chỉ thị, hơn nữa sư phụ hắn không phải muốn gặp liền thấy. Đã như vậy, vậy ta ngay ở trung tam giới ở thêm một quãng thời gian đi. Thần Hy nói nói, nguyên bản, đan hỏa minh cùng đan hội so với kết quả sau, nàng sẽ trở về thượng tam giới. Bây giờ nghe lời này, người ở chỗ này đều là đại hỷ. Nhưng ngay lúc đó ý thức được nàng là vì ai dừng lại, không từ âm thầm thở dài. Tới đây, thần Hy biểu thị hôm nay tiệc rượu kết thúc, trong lòng mọi người không muốn, cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi. Hôm nay danh tiếng đều bị cái này giang thần cướp đi không ít người nghĩ thầm, người rất nhanh lại sẽ ở trung tam giới gây nên sóng lớn minh mông, hơn nữa lần này so với dĩ vãng đều muốn kinh người. Hạ Nhất Minh nói nhỏ, hôm nay trận này tiệc rượu, chuẩn bị bị chú ý, giang thần biểu hiện trói mắt, thắng được đan hoàng truyền nhân yêu ái, lại bại lộ hắn là phong công tử, đủ nhân đàm luận trên ba ngày ba đêm. Hết thảy đều là vì nó a. À. Giang thần trong tay ước lượng nguyên thiên thạch, có cái này báu vật, hắn có thể ở xưng hào chi chiến trước, sức chiến đấu nâng cao một bước. Chợt, đoàn người rời đi đan hoàng thuyền, rơi thiên thánh thành bên trong. Sư huynh, ta nghĩ cùng người tâm sự, giang thần nhìn theo băng linh tộc thánh nữ rời đi, muốn từ hạ nhất minh nơi đó giải sư tỷ cái kia cái gọi là vị hôn phu. Chính là người kia phái sát thủ đi cửu thiên giới giết hắn. Chỉ là lời còn chưa nói hết, trước mặt đi tới mấy cái nhân. Đều là lúc trước giang thần chú ý tới cường giả, lúc này đến đi ra bên ngoài, dị tượng lại nổi lên, thần quang lóng lánh. Ngô Tử Minh cũng ở trong đó, thân là phong linh tộc hắn, trời sinh có khí chất để thân là kiếm khách giang thần đều là ước ao. Chuyện gì, xác định bọn họ là sông chính mình đến, giang thần hỏi. Giang thần, không biết có thể hay không bỏ đi yêu thích, nhưng ra nguyên thiên thạch, ta không biết bạc đãi ngươi. Đem nguyên thiên thạch cho ta đi, ta linh tộc sẽ che chở cho ngươi. Khẩu khí thật là lớn, luận thực lực, tám lớn linh tộc bên trong, phong linh tộc mới là thuộc về hàng đầu đội ngũ ngô tử minh rên lên một tiếng lạnh lùng đảo qua cái khác muốn cùng chính mình tranh người giang thần ra giá đi ngô tử minh nói nói tình cảnh này giống như đã từng quen biết a à. giang thần nghĩ đến ở nhai sơn thời điểm hỏa linh tộc cũng đã nói gần như đã như vậy ta các người phải phong linh tộc thần phong thiên dực giang thần nói nói nghe vậy liền ngay cả hạ nhất minh đều là chi biến sắc. Giang thần chuyện này quả thật cũng không thể nói là dở công phu sư tử ngoạc, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Thần phong thiên dực là chân thực tồn tại một kiện cực phẩm đạo khí, chính là phong linh tộc tộc bảo, tồn vong then chốt đồ vật. Trăm năm qua sử dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ có vô số cường giả ngã xuống. Người đang đùa ta sao? Ngô tử minh tức giận nói. Đây là trong lòng ta giá cả, nếu không bỏ ra nổi đến, cần gì phải nhiều lời. Giang thần nói nói. Ngô tử minh thấy hắn nói xong phải đi, tự nhiên là không cho phép, ngăn ở hắn trước người, thần phong ở quanh thân ngang dọc. Trong gió có quang, nương theo thần phong hình thành từng vòng vầng sáng. Thần phong hoàn, ngô tử minh cảnh giới lại có tăng lên A. Thật mạnh, chỉ là này cỗ gió thì có đem nhân xé rách cảm giác. Người chung quanh tránh không kịp, giang thần càng là đứng mũi chịu sao. Bất quá hắn chính là thần thể, trên người mặc viêm đế lưu lại quần áo, đón gió đứng lặng, mặt không biến sắc. Khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia châm biếm nụ cười, nói ép mua ép bán không được, dự định cướp giật sao. Để ngươi rõ ràng người phàm cùng thiên linh khác nhau, để ngươi nhận biết mình nhỏ bé, để ngươi biết nguyên thiên thạch ở trên tay ngươi là cỡ nào lãng phí. Ngô tử minh cất cao giọng nói, trong mắt của hắn tử phát sinh linh biến, trong trắng mắt bộ phận xuất hiện rất nhiều linh văn, con người đen dường như lốc xoáy bão táp gió mắt, phải đem nhân nuốt trừng lấy cho ngươi cơ hội dâng lên nguyên thiên thạch ta bảo đảm ngươi ở trung tam giới bình yên vô sự khương gia cũng không thể đối với ngươi làm sao thật là uy phong đáng tiếc ta không dự định thay đổi chủ ý giang thần không hề bị lay động thủ vững như một ngô tử minh kiên chỉ dùng hết nhẫn nhịn trắng trợn cướp đoạt kích động trên mặt toát ra oán hận hô đột nhiên thần phong phát sinh biến hóa giang thần cẩn thận hạ nhất minh vội vàng nói bước xa lên trước, nhưng là chậm một bước, thần phong trong chớp mắt đánh về phía Giang Thần, xé rách của hắn cương khí hộ thể, công kích của hắn thần thể. Lôi điện chi lực ở Giang Thần quanh thân đan dệt thành thần y, chống đỡ thần phong. Nhưng mà, trong gió phóng ra sức mạnh to lớn, đem hắn dung ra mấy bước. Người phàm, nhớ kỹ thời khắc này, nhớ kỹ chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Đắc thủ sau Ngô Tử Minh thu hồi thần phong, trong mắt biến hóa cũng đều biến mất. Giang Thần đứng ở tại chỗ, khóe miệng tràn ra vết máu ngô tử minh người muốn cho ta rút kiếm sao hạ nhất minh phảng phất lại biến trở về ngày xưa lệ nam tinh mặt trầm như nước ánh mắt như kiếm ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn thân là người phàm không biết khiêm tốn không hiểu đúng mực loạn làm náo động ngô tử minh không có đón nhận cái kia nói ánh mắt tránh né mũi nhọn hắn xem thường nhìn giang thần một chút trực tiếp rời đi cái khác muốn nguyên thiên thạch nhân còn muốn thử nghiệm có thể nhìn thấy Giang thần không quen khuôn mặt, trong lòng chìm xuống, tất cả đều từ bỏ. Hạ nhất minh nhìn chằm chằm mô tử minh bóng lưng, kiếm khí sóng ngầm, mấy lần đều muốn không nhịn được. Giang thần, người không sao chứ, cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống, có không thể động thủ nỗi khổ tâm trong lòng, quan tâm tới Giang thần thương thế. Này sẽ công phu, Giang thần thần thể đã chữa trị thương thế. Giang thần lau khóe miệng máu tươi, trầm giọng nói, hôm nay giáo huấn, tương lai gấp trăm lần còn. Còn chưa đi xa ngô tử minh nghe nói như thế, không có bất luận biểu thị gì. Linh tộc thiên tài quả nhiên là cường A, đến đối phương hoàn toàn sau khi rời đi, giang thần không từ nghĩ đến. Ngô tử minh rất mạnh, hắn thừa nhận điểm ấy, nếu muốn thắng hắn hắn, nhất định phải vận dụng phần thiên yêu viêm phong hỏa kiếm luân hoặc là thần hỏa giới. Giang thần không có làm như vậy, nếu như đối phương là đại tôn giả hay là thế hệ trước, hắn sẽ suy xét. Đối mặt cùng thế hệ cường giả, hắn muốn dùng chân thực sức mạnh đánh trở lại. Bên cạnh Hạ Nhất Minh cảm nhận được của hắn chiến ý, không từ là cười khổ. Đối chiến Khương Chiết, hắn đối với Giang Thần còn có lòng tin, thế nhưng đổi thành mô tử minh, không khỏi quá miễn cưỡng. Đúng vậy, Giang Thần có nguyên thiên thạch, bất quá Hạ Nhất Minh nghĩ đến điểm này, lại bắt đầu ôm để cần phải. Giang Thần chính là phong công tử, tin tức này rốt cuộc tìm được chứng minh, trung tam giới chấn động bất kể là giang thần vẫn là phong công tử đều ở gần nhất làm náo động lớn hiện tại biết được là cùng một người cái kia những việc làm tính gộp lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ ở đan hoàng thuyền chuyện đã xảy ra cũng bị người ta gọi là đan hoàng truyền nhân muốn bởi vì giang thần ở thêm một đoạn tháng ngày gọi nhân hồi tưởng liên tục nếu như giang thần thật cùng thần hy đi chung với nhau vậy coi như đặc sắc khương gia lần này là đá vào tấm sắt lên cưỡi hổ khó xuống a Mọi người nghĩ đến Giang Thần đối thủ một mất một còn, bắt đầu đồng tình lên cái này thế lực lớn, đây chính là phá thiên hoang một lần. Cái này Giang Thần đúng là đến từ Hạ Tam giới sao? Đồng thời, âm thanh này cũng ở trung tam giới truyền ra. Như vậy tuyệt vời nhân vật, đến từ bọn họ xem thường Hạ Tam giới, vẫn là tầng thấp nhất cử thiên giới, không khỏi quá kinh thế hãi tục. Chương 803, Đạo cung, ngày kế Giang Thần cùng Ngô Tử Minh trong lúc đó Phong Ba cũng lấy tin tức ngầm Phương Thức truyền ra. Căn cứ lúc đó người ở chỗ này nói, Giang Thần đối mặt Phong Linh tộc thiên tài, ngạo mạn vô lễ, nói năng lỗ mãng. Ngô Tử Minh không thể nhịn được nữa ra tay giáo huấn, đem chấn thương. Vẹn vẹn chỉ là chấn thương sao? Mọi người nghe đến đó thời điểm đều rất bất ngờ. Không chỉ có không có cười nhạo Giang Thần ý tứ, thậm chí có người còn cảm thấy kính phục điều này là bởi vì ngô tử minh thực lực và thân phận của hắn làm là người bình thường cùng với phát sinh xung đột thường thường kết cục đều không thế nào tốt giang thần thân thể thật rất cường hãn mọi người từ bên trong hiểu được đến điểm ấy đối với này giang thần tương đương không nói gì một chút đều không hưởng thụ bởi vậy chiếm được tán dương có mấy người sẽ đi khiêu khích cường giả lại lấy toàn thân trở ra làm vinh nhưng hắn không phải người như vậy cũng không cảm thấy ngô tử minh là cường giả mặt khác hắn làm bị đan hoàng truyền nhân yêu ái đối tượng, được thế lực khắp nơi nhiệt tình mời. Thiên thánh thành đại thế gia đều phát sinh mời, gọi hắn tới nhà làm khách. Giang thần lấy muốn chuẩn bị tỉ thí vì là từ từ chối. Hắn cần phải ở đan lâu bên trong, tâm tư đặt ở nguyên thiên thạch trên. Nguyên thiên thạch vuông vức, mặt ngoài bóng loáng bằng phẳng, lại như là bị người dùng cắt mở. Có thể làm linh tộc thiên tài khát vọng, là bởi vì nó có kỳ diệu tu hành hiệu quả. Mượn khối đá này, sẽ lệnh nhân trở về bản nguyên, khuếch đại một chút tới nói, có thể khiến người ta phản phát quy chân, sức chiến đấu bay qua tăng lên. Hắn lại sẽ từ hạ hầu ra được trí bảo lấy ra, tổng cộng bốn cái, chỉ có một kiện là tu hành tài nguyên. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào lá trà, trên phiến lá hoa văn khác nào sợi vàng tuyến, bệnh thành một cái tiểu kiếm. Cái này hạ hầu ra gốc gác cũng thật là gọi nhân ý ngoại, liền trà ngộ đạo đều có. Trà ngộ đạo, trong thiên địa chân bảo, có thể gặp không thể cầu, sinh trưởng nơi không có bất kỳ quy luật có thể theo. Người mang lớn kỳ ngộ nhân cất bước ở bên ngoài, lờ đãng liền sẽ gặp phải vài miếng trà ngộ đạo theo gió bay tới. Giang thần trên tay nho nhỏ này một mảnh, giá trị liên thành, cầm bán đấu giá, đủ để gây nên thế lực khắp nơi điên cuồng tranh giá. Tỷ thí kết thúc, lại ngắn ngủi bế quan một hồi. Giang thần nghĩ thầm, trong nháy mắt, đan hỏa minh cùng đan hội tỷ thí tháng ngày đến. Ngay ở giữa thành trên quảng trường tiến hành, đây là trăm năm khó gặp một lần việc trọng đại lại có đan hoàng truyền nhân ở đây xúc động thập phương phong vân bên trong thành đường phố lít nha lít nhít đều là nhân thiên thánh thành không thể không tạm thời mở ra không vực giảm bớt xuất hành áp lực lần trước đan hoàng thuyền thanh niên tuấn kiệt đều vẫn còn đồng thời trả lại không ít nhân ngày ấy thần hy giữa chưa thời cơ đến đến thiên thánh thành trạng vạng cử hành tiệc rượu quá mức chặt chẽ rất nhiều người đều không cách nào chạy tới như là ngô tử minh Hạ nhất minh đám người vừa lúc ở tam hoàng cảnh phụ cận, được chỉ thị, mới tới rồi thiên thánh thành. Bây giờ, so với ngô tử minh còn muốn tuyệt vời thanh niên thiên tài không phải số ít. Bọn họ bay ngang qua bầu trời, khí độ phi phàm, hà tư nguyệt vận. Thiên tài tụ hội, có vẻ toàn bộ thiên thánh thành đất thiêng này sinh hiền tài, khác nào trung tam giới thánh địa vị trí. Đó là hỏa linh tộc hỏa chính vũ, 108 nói hỏa vân bạn đi theo, không hổ là đệ tứ cung cường giả, còn có kiếm tu tống hạo không có truyền thừa máu cũng cùng linh tộc không quan hệ chỉ dựa vào ba thước phong mang tung người đội thứ nhất liệt băng linh tộc thánh nữ không dính một hạt bụi băng ngạo vô song thật là thiên tiên hạ phàm giang thần một đường đi qua thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong thành đám người nghị luận từ không trung tung trì mà qua các đường thiên tài hắn giờ mới hiểu được một cái đạo lý trung tam giới là ba cái thế giới hỗn hợp quá tốt đẹp bao la thiên tài hai chữ cũng phân là tiêu chuẩn như là thần cơ công tử cũng là thiên tài nhưng chỉ có thể nói là mười châu thiên tài khương chiết phương vấn thiên cũng là thiên tài là chín cảnh thiên tài ngô tử minh tám đại linh vực thiên tài thế nhưng có thể được gọi là trung tam giới thiên tài không có mấy người bởi vì quá khổng lồ cùng hỗn loạn chưa hề hoàn thiện xếp hạng võ học phân loại xếp hạng phát huy tác dụng có hạn mọi người càng là chẳng muốn quan tâm một đống lớn thiên tài chỉ để ý đứng đầu nhất loại này thiên tài được gọi là bốn cung thiên tài đệ nhất cung đến đệ tứ cung có ý gì ở trung tam giới không vẻn vẹn có xưng hào điện như vậy cổ lão tồn tại còn có cái khác nói thí dụ như đạo cung không người hiểu rõ bí mật cổ lão tồn tại đã từng bên trong có vô số bí bảo trong năm tháng bị tầm bảo nhân một lần lại một lần siêu tầm bây giờ còn muốn ở đạo cung tìm tới bảo vật cơ hồ là mò kim đáy biển bất quá đạo cung lực uy hiếp cùng trở ngại đều vẫn còn liền trở thành người trẻ tuổi rèn luyện nơi. Đạo cung tổng cộng có 8 cung, mỗi cung độ khó đều không giống nhau. Trẻ tuổi xông vào đệ tứ cung là tài năng xuất chúng nhất. Cái này cũng là đệ tứ cung cao thủ nguyên do, loại người này phi thường hưởng thụ, không xông qua đạo cung người, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Chuyên tâm đi đan dược sư đường đi, không muốn trở lại cường giả thế giới tham gia trò vui. Một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Giang Thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái rất bất ngờ người ninh hạo thiên cái này ngày xưa kẻ thù lại trở nên như ngày xưa như vậy vinh váo hung hăng lần trước tam giới thi đấu hắn bị giang thần biểu hiện đánh đổ nội tâm niềm tin sau đó đi tới võ thần môn hôm nay lần thứ hai nhìn thấy giang thần kinh ngạc phát hiện hắn đạt đến thiên tôn một thân sức mạnh to lớn vô cùng như biển dường như uyên trước hắn còn chỉ là linh tôn hậu kỳ là làm sao một bước lên trời giang thần khó mà tin nổi hắn đạt đến thiên tôn tốc độ không chậm, nhưng tiêu hao là phi thường kinh người. Đầu tiên là ở hoang cấm chi địa trên thuyền tu hành 8 tháng, thêm vào khương gia tài nguyên, luyện chế ra âm dương tạo hóa đan, lại có đan hội cho của hắn một viên thiên đan. Như vậy tu hành đãi ngộ, giang thần tin tưởng dựa vào ninh hạo thiên tự thân là không cách nào hưởng dụng. Lẽ nào là võ thần môn? Giang thần nghĩ thầm, võ thần là trí cường giả, môn phái này lấy như vậy một cái tên, rêu rao khắp nơi, lại vẻn vẹn là mười châu thế lực phi thường khác thường nhưng mà võ thần môn sừng sững không ngã cũng là có nguyên nhân nghe đồn tổ tiên đã từng từng ra một vị võ thần thật giả không cách nào khảo sát nhưng trung tam giới các thế lực lớn chưa từng có bởi vì võ thần môn danh tự này làm khó dễ quá gọi nhân hồi tưởng liên tục khó không được hắn lại được cái gì truyền thừa ninh hạo thiên cũng là từng chiếm được lên trời sủng ái người mang hai loại truyền thừa máu chỉ tiếc ham muốn giang thần thần mạch từ đây không đội trời chung bị trấn áp xuống sau vẫn không có vươn mình quá không chỉ có một lần bại tướng dưới tay khẩu khí thực sự là không nhỏ a à. giang thần diếu cợt nói bây giờ ta đã không phải trước đây ta ngươi sẽ thấy ninh hạo thiên đầy mặt kiêu căng phảng phất hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian đem giang thần xem là run dế nói xong hắn không có tiếp tục dây dưa giang thần đi về phía trước Giang thần chú ý tới có hai tên đại tôn giả ông lão đi theo ở phía sau hắn, đều là nghe lời giam giáp. Kỳ quái a, à, Giang thần sờ sờ cầm, rất muốn biết rõ Ninh Hạo Thiên có biến hóa như thế nào. Nghĩ đến xương hào chi chiến lập tức không lâu liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó là có thể nhìn thấy. Giang thần đi tới trên quảng trường thời điểm, tỉ thí sắp sửa bắt đầu. chương 804, chú Nhan Đan, đứng ở quảng trường, Giang thần tâm tư không ở tỉ thí trên đối với hắn mà nói ba đạo thử thách hắn tự nhiên sẽ thông qua nhưng quy củ là qua cửa nhân số nhiều cái kia mới thủ thắng đan hội cái khác chín cái người dự thi giang thần nhưng là liền tên đều không gọi ra làm tốt chuyện của chính mình giang thần là như vậy dự định có thể đều là có khiến người ta không nghĩ tới tình huống hắn phát hiện đan hội mọi người như gặp đại địch sắc mặt nghiêm túc thực sự là đê tiện a còn có thể nghe thấy có nhân hướng về phía đan hỏa minh bên kia thầm mắng Giang thần tò mò nhìn sang, lập tức phát hiện tại sao. Bốn ngày trước, ở đan hoàng trên thuyền, song phương đều nhìn thấy từng người 10 cái tuyển thủ. Nhưng mà mà ngày hôm nay, đan hỏa minh 10 người thay máu, ít nhất có hơn một nửa người mới. Đan hỏa minh sở dĩ làm như vậy nguyên nhân không khó nhìn ra đến. Lúc trước vị kia cô gái tóc ngắn là 10 người bên trong đại biểu, đi tuốt đàng trước, ngồi ở trước nhất. Nhưng hiện tại, nàng xếp hạng đội ngũ trung gian dường như bị nhật nguyệt che lại vầng sáng ngôi sao. Đan hỏa minh từ đâu tìm đến này một nhóm người, lấy đan dược sự ánh mắt, giang thần không khó nhìn ra đan hỏa minh đổi đám kia nhân toàn thể trình độ cực cao, vượt xa quá đan hội 10 người. Bất kể là đan hỏa minh vẫn là đan hội, 10 người danh sách đều chỉ giới hạn ở phía bên mình, dù cho là ở bắt đầu trước, cũng có thể thay đổi người. Chỉ là đan sẽ suy xét đến cuộc tỉ thí này tầm quan trọng, giở trò bịp bợm không có ý nghĩa, trực tiếp phái ra xuất sắc nhất 10 người. Một mực đan hỏa minh làm này vừa ra, gọi nhân không ứng phó kịp. Thần hy từ đan hoàng thuyền hạ xuống, nàng là rất tầm thường tuổi trẻ tôn giả, vầng sáng chỉ là nàng đan hoàng truyền nhân thân phận. Bất quá, nàng cái kia phân từ bên trong đến ngoại tự tin lộ rõ trên mặt, nụ cười khá khổ sức cuốn hút. Có vấn đề gì không? Nàng chú ý tới đan hội bên này, nghi hoặc hỏi. Không có, ra các trưởng lão cũng ở đây, buồn khổ lắc lắc đầu, chưa có nói ra trong lòng, không thể trực tiếp thừa nhận đan hỏa minh nhân mạnh hơn so với bên này. Đã như vậy, như vậy liền bắt đầu đi, đan hỏa minh nhân hướng về bên này đi tới, là lần trước ở Bắc Phọng Thành cùng đan lâu đối trọi gay gắt vị kia Mỹ Phụ. Giang thần cùng Dương Kính chỉ nhìn nhau vừa nhìn, đều không nghĩ tới nữ nhân này ở đan hỏa minh địa vị cao như vậy. Giang thần nghĩ đến hắn đã từng từng tao ngộ ám sát, e sợ chính là nữ nhân này sắp xếp. Đan hỏa minh làm mới cất thế lực, thực sự là nhân tài đông đúc a. À. Thần Hy cũng chú ý tới đan hỏa minh bên kia 10 người, khá là bất ngờ. Thân là đan hoàng truyền nhân, nàng không khó nhìn ra hai bên tranh lệch. Không sánh được đan hội gần ngàn năm truyền thừa cùng gốc gác. Mỹ phụ đầy mặt đắc ý, lại nói đẹp đẽ, ngữ khí nhưng tràn ngập chế nhạo. Khiêm tốn, vậy liền bắt đầu đi. Ra các trưởng lão nhắm mắt trả lời. Những người khác lui ra quảng trường, chỉ để lại 20 tên dự thi tuyển thủ. Giang thần có thể nhìn thấy ra các trưởng lão cùng cái kia bạch hiên chính đang nói nhỏ giao lưu, đang nghĩ nên như thế nào giải quyết. Cuộc thử thách đầu tiên là luyện đan, thần hy ung dung thoải mái, chủ trì cuộc tỉ thí này đối với nàng mà nói không toán đại sự gì. Bất quá tầm thường đan dược, mà là chú nhan đan. Nghe được cuối cùng ba chữ, trên quảng trường hai mươi người, bao quát giang thần ở bên trong đều rất bất ngờ. Chú nhan đan thuộc về rất đặc thù đan dược, tên như ý nghĩa là có thể khiến người ta lưu lại thanh xuân đan dược, đối với sự tu hành không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, cũng không biết tăng trưởng tuổi thọ. Coi như như vậy, chú nhan đan cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ, đặc biệt là nữ tính. Chỉ là loại đan dược này luyện chế yêu cầu hà khắc, rất khó thành đan, dược liệu cũng đều là tương đối hiếm thấy. Mấu chốt nhất chính là, chú nhan đan dược tính phi thường lúng túng. Dựa theo năm tháng thanh xuân đến cân nhắc, có đan dược sư luyện chế ra đến chú nhan đan chỉ có thể lùi lại giả yếu 4, 5 ngày, cơ hồ có thể nói không có hiệu quả. Mấy tháng chú nhan đan khá là quý hiếm, nhưng cũng không có nghịch thiên thần hiệu, không thể để tóc bạc lão nhân khôi phục tuổi trẻ. Tập trung vào cùng báo lại kém xa, thêm vào độ khó luyện chế, vì lẽ đó người luyện chế rất ít. Thần hy lấy chú nhan đan làm cân nhắc một cái đan dược sư trình độ ngược lại cũng hợp lý. Bất quá ngoại trừ giang thần, trên quảng trường cái khác 19 người đều rất hồi hộp, đối với bọn họ đến nói đúng không tiểu khiêu chiến. Bắt đầu đi, thần hy lại nói, rất nhanh, chú nhan đan muốn dùng linh dược đặt ở mỗi người bên chân, mỗi một dạng linh dược chỉ có một phần, hơi có sai lầm chính là thất bại. Tiếp theo, người dự thi lấy ra từng cái từng cái lò luyện đan, đặt ở quảng trường liên tiếp địa hỏa rãnh nơi. Các ngươi nhìn cái kia tuổi trẻ, đan dược sư tỉ thí không giống luận võ như vậy căng thẳng, gọi nhân mắt không kịp nhìn, Hiện tại người ở chỗ này ung dung thong thả đánh giá mỗi người, quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Ở ánh mắt của mọi người nhìn về phía Giang Thần thời gian, gây nên không nhỏ tiếng bàn luận. Tiểu muội, bọn họ đang cười cái gì? Cơ Âm Di nhìn cái kia chút cười người, mặt lộ vẻ không rõ. Lò luyện đan, lão sư lò luyện đan và những người khác so ra quá phổ thông. Cơ Như Tuyết nói nói, Thiên Thánh thành từng ra đan hoàng, vì vậy bên trong thành nhân đối với luyện đan đều có hoặc nhiều hoặc ít giải. Cũng hiểu không cùng lò luyện đan đối với khống hỏa cùng thành đan đều có ảnh hưởng cực lớn. Hôm nay tỉ thí thiên đan sư đều là thiên tri kiêu tử, một đám theo đuổi tiên y nộ mã người trẻ tuổi. Vì vậy, mỗi người lò luyện đan đều có thể so với linh vật. Nói thí dụ như đan hội bên này đại biểu, bếp lò dường như kim ngân bảo thạch đúc thành, luyện đan thời điểm hào quang vạn ngàn. Lại nhìn Giang Thần, lò luyện đan thật giống như tiện tay từ đâu ra cửa hàng mua về, không có nửa điểm chú ý, thường thường không có gì lạ. Muốn không phải giang thần ở đan hoàng thành có quá khống chế cuồng bạo tiểu hỏa nhân biểu hiện, đã sớm đưa tới vô tình tiếng cười nhạo. Đan hỏa minh bên kia, mới ra hiện cái kia mấy cái thiên đan sư hướng về phía giang thần chỉ chỉ trỏ trỏ, trêu tức cười, cảm thấy mười phân thú vị. Chỉ có thần hy không cười, một cái đan dược sư hội như vậy, nguyên nhân bất quá hai điểm. Dùng không nổi lò luyện đan tốt, không cần lò luyện đan tốt, bất quá, phải tin tưởng giang thần là người sau, cần chút dũng khí dù sao hiện tại muốn luyện chế nhưng là chú nhan đan, độ khó lớn đến đáng sợ. Không nhiều lời nói, địa hỏa cũng đã bay lên, 20 thiên đan sư bắt đầu hết sức chăm chú luyện đan. Đến từ các nơi người cũng đều kiên trì chờ đợi kết quả. Kha kha, lại không lâu nữa có thể đi nhìn xương hào chi chiến, năm nay thực sự là náo nhiệt a. À. Đúng đấy, thật giống vẫn không có yên tĩnh quá. Cái kia giang thần cũng sẽ ở xương hào chi chiến cùng Khương Chiết tiến hành thần võ thẩm phán, Đan võ cùng tu có thể phân biệt đạt đến trình độ như thế này Rất đáng gầm A Không ghê gớm muốn xem hắn đạt được kết quả gì Nếu như đan võ tất cả đều là kinh người tráng cử Đó mới gọi ghê gớm Xác thực, đan võ cùng tu Cũng mang ý nghĩa đan võ bình thường Luyện chế một viên đan dược Cần một quãng thời gian rất dài Ở đây đại thể không phải đan dược sư Cũng không chú ý mỗi người luyện đan chi tiết nhỏ Bắt đầu tán gẫu lên các loại bát quái Khoảng chừng ở sau 10 phút trên quảng trường xuất hiện kết quả. Nhưng không phải kết quả tốt, bất kể là đan hỏa minh vẫn là đan hội, đều không ngừng có nhân thất bại, địa hỏa biến mất, lò luyện đan dối tinh dối mù. Rất nhanh, thất bại nhân chính là quá bán, này chú nhan đan độ khó không khỏi lớn quá rồi đó. Mọi người nghĩ thầm, chương 805, 4 so với 2, lại quá 5, 6 phút, trên sân tái sinh biến hóa, còn lại mấy người sử dụng khống hỏa kỹ xảo. Trong khoảng thời gian ngắn, rực rỡ loa mắt, hỏa diễm ngút trời. Đan hội bên này thiên đan sư ngoại trừ giang thần bên ngoài đều là sử dụng nguyễn hỏa kỹ xảo. Đây là đan hội nắm giữ thập đại kỹ xảo chi một, rất thích hợp người trẻ tuổi. căn cứ từng người thông thạo trình độ, mỗi người biến hóa đều không giống nhau. Đùng, đùng, liên tục hai tiếng vang trầm. Đan hội bên này lại có hai tên thiên đan sư thất bại. bọn họ cách đến thành công đã rất lâu, nhưng chú nhan đan thực sự quá khó ở hỏa hầu chuyển đổi hạ xuất hiện sai lệch, dẫn đến toàn công uổng phí. Hai người đều rất mất mát, đi tới quảng trường bên cạnh. Cứ như vậy, đan hội thiên đan sư chỉ còn dư lại ba người, đan hỏa minh bên kia còn có năm người. Dù là ai đều có thể nhìn ra đan hội thế cuộc không ổn. Cho căn áo rách chính là, đan hỏa minh bên kia đã có nhân thành công. Hết thảy địa hỏa thu vào trong lò luyện đan, một giây sau, lộ đỉnh tự mình mở ra, nương theo xương trắng giống như hơi nóng, Mọi người nghe thấy được một mùi thơm. Ha 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 ha, người kia nhìn thấy chính mình là cái thứ nhất hoàn thành, ẩm ý cười to, đem cái kia một viên chú nhan đan lấy ra. Bởi chú nhan đan đặc thù, độ khó rất lớn, nhưng cũng không cần thời gian quá lâu. Nếu không thì, thần hy cũng sẽ không dùng đến làm tỉ thí hạng mục. Chợt, đan hỏa minh trước sau lại có hai người thành công, đều là ngày hôm nay xuất hiện trước khuôn mặt mới. Tại sao sẽ như vậy, những người này là từ từ đâu xuất hiện? lẽ nào là đan hỏa minh bí mật bồi dưỡng được đến sao? Lẽ nào đan hội thất bại không được? Lòng người bàng hoàng, đan hội nhân mặt trầm như nước, ra các trưởng lão dày đặc mày kiếm đều dựng thẳng lên. Cũng còn tốt, đan hội nhân cũng không đều là phế vật, rốt cuộc có nhân thành công, là 10 người bên trong đại biểu. Không chờ đan hội nhân cao hứng, một người khác tuyên cáo thất bại. Đan hỏa minh lại có người thành công. Vòng thứ nhất, đan hội thua rất thảm. Đan hỏa minh đã có 4 người thành công, đan hội bên này hiện nay chỉ có một người những người khác toàn bộ thất bại chỉ còn dư lại giang thần một người dù cho giang thần thành công cũng là bốn so với hai đan hỏa minh nhân phát sinh đắc ý tiếng cười so với hạ đan hội sắc mặt đều khó coi ta nói nhanh lên một chút kết thúc mặc kệ người thành công cũng tốt không thành công cũng tốt đan hỏa minh trước hết thành công nhân đợi hảo mấy phút nhìn thấy giang thần còn ở luyện đan rất là bất mãn không có thời gian hạn chế gây trở ngại người khác, là sẽ bị thủ tiêu tư cách. Thần hy hướng về hắn nói nói, nhất thời liền để người này không còn tính khí, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, cũng biết đồn đại không giả. Thần hy rất để ý giang thần, chỉ có điều, đàn hội nhân không có vì vậy phấn chấn, trái lại dần dần lộ ra lúng túng vẻ mặt. Nguyên nhân là giang thần luyện đan không có sử dụng kỹ xảo. Rất bình thường luyện đan, thật giống như là đang luyện chế linh đan. Hắn là không biết kỹ xảo, vẫn là không dám dùng a à. muốn luyện chế chú nhan đan không cần kỹ xảo làm sao đang nhanh chóng chuyển đổi hỏa lực cao thấp làm sao đem nóng có thể dùng cho không giống linh dược chú nhan đan có thể so với thiên đan không phải linh đan phương pháp liền có thể đối phó đan hội cũng không cần tìm người đến mất mặt xấu hổ chứ đan hỏa minh nhân chê cười lên hàng phục cuồng bạo tiểu hỏa nhân nói rõ đối với hỏa có thiên phú nhưng mà kỹ xảo không phải người bình thường có thể nắm giữ đan dược sư, không phải am hiểu một mặt là được, mà là muốn chu đáo. Dù sao quá tuổi trẻ, chạy tới tham gia như vậy cấp độ tỉ thí, rất là không đủ tư cách ha. Bọn họ âm thanh mỗi người đều có thể nghe thấy, nhưng không phải hướng về phía giang thần nói, vì vậy thần hy cũng không tiện mở miệng. Sớm biết để ta trên là tốt rồi, nhan như ngọc đêm đó bị giang thần biểu hiện chinh phục, có thể như bây giờ lại làm cho nàng rất lo lắng. Nàng chắc chắn luyện chế chú nhan đan, Đan hội cũng sẽ không thua đến quá khó coi. Lại qua mấy phút, Giang Thần còn ở dùng bình thường khống hỏa phương pháp, cái kia bình thường lò luyện đan càng là cùng lúc trước 19 người không thể so sánh. Không phải nói người kiên trì thời gian dài chính là ưu tú. Kéo dài thời gian vô dụng, liền đan hội phía bên mình nhân cũng không nhịn được mở miệng. Cũng ngay vào lúc này, Giang Thần bắt đầu thu hỏa. Chẳng lẽ muốn thành công? Nhìn thấy động tác của hắn, trên quảng trường người nghi hoặc không rõ nhìn không hiểu. Luyện đan thất bại, thu hỏa là không bị khống chế. Thành công, thu hồi động tính cũng sẽ không giống giang thần như vậy bình tĩnh. Mãi đến tận địa hỏa hoàn toàn biến mất, đỏ chót lò luyện đan bày ra ở nơi đó, không có lạ kỳ địa phương. Ha 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 ha, giữa lúc đan hỏa minh người muốn ôm lấy cười nhạo thời điểm, giang thần trước người lò luyện đan đột nhiên đột nhiên lay động. Tiếp theo, như sóng giữ giống như hơi nóng sông thẳng lên trời. Hơi nóng qua đi, Miệng lò luyện đan bên trong lóng lánh hào quang Trời ạ, à, đây là thần phẩm chú nhan đan Có thể có vài năm công hiệu chú nhan đan Mua mua mua, cái kia chút đi vào trung niên nữ tử tuyệt đối sẽ mua lại Đoàn người đều phi thường kích động Rõ ràng hào quang đại diện cho cái gì Không thích dùng kỹ xảo cũng có thể xuất thần phẩm Sao có thể có chuyện đó Đan hỏa minh thành công bốn cái nhân không thể tin được Hướng về lò luyện đan đi tới, muốn tìm tòi hư thực ta có nói quá các ngươi có thể nhìn sao. Giang thần trừng mắt lên, cảm giác áp bách mạnh mẽ liền đem bốn người bước lui. Hắn vừa nãy toàn tâm toàn ý luyện đan, nhưng vẫn là nghe đến mấy cái này nhân ồn ào, dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Bốn người nghe vậy giận dữ, thế nhưng ở phát tác trước phản ứng lại, bĩu môi, đi rồi trở lại. Thần Hy đi tới lò luyện đan bên cạnh, không để ý nhiệt độ cao, tay ngọc đưa vào đi vào, đem chú nhan đan lấy ra. Quả nhiên là thần phẩm, giang thần công tử, mua cho ta làm sao? Chú nhan đan đối với nữ tính có khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực, liền ngay cả thần hy cũng không ngoại lệ. Thần hy không am hiểu tu hành, vì vậy thân thể so với cái kia chút tuyệt vời nữ thiên tài muốn giải yếu đến nhanh. Thần hy cô nương, người yêu thích liền cầm đi, dù sao người cũng đưa ta nguyên thiên thạch. Giang thần nói nói, thật hào phóng, nghe nói như thế, không ít người muốn tóm chặt giang thần vạt áo, hỏi hắn có biết hay không thần phẩm chú nhan đan giá trị, liền như vậy tùy tùy tiện tiện đưa đi. Vậy ta liền không cùng giang thần công tử khách khí. Thần hy dùng hộp đem chú nhan đan nhận lấy, để vô số nữ tử ước ao. Đùng đùng đùng, đan hỏa minh mỹ phụ vỗ tay đi tới, nói nói chúc mừng thần phẩm chú nhan đan xuất thế, bất quá dựa theo quy củ, này một vòng, hay là chúng ta đan hỏa minh thắng lợi a à? Lời này nhắc nhở mọi người, vòng thứ nhất, bốn so với hai. Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba lại sẽ 20 người đồng thời tỷ thí. Ba cục hai thắng, đan hỏa muốn thắng hạ phía dưới hai vòng. Tự nhiên, thần hy không có quên quy củ, đối với gian thần lộ ra không dễ phát hiện ái náy. Chậm đã, gian thần ở mọi người chờ mong vòng thứ hai đến thời điểm, đột nhiên trầm giọng hét lớn một tiếng. Làm sao? Mỹ phụ còn tưởng rằng hắn không chịu thua, nói nói, quy củ chính là quy củ, dù cho ngươi luyện chế thần phẩm. Ta không nói với ngươi cái này. Gian thần nhìn nàng một cái, đi tới đan hỏa minh bốn cái thành công nhân thân trên, nói, đan hỏa minh cùng đan hội đặt chân ở trung tam giới, phải hay không phải. Nghe nói như thế, mọi người không tìm được manh mối, đúng là Mỹ phụ nụ cười đắc ý cứng đờ. chương 806, ngông cuồng vô biên, giang thần, xảy ra chuyện gì? Ra các trưởng lão nghe ra cái gì, bước nhanh đi tới, hắn lo lắng vạn phần, nếu như không thay đổi được cái gì, đón lấy hai vòng thử thách, thắng bại cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Gia Cát Trưởng lão, Giang Thần nghĩ kỹ nói từ, thông qua truyền âm phương thức báo cho Trưởng lão. Xác định sao? Gia Cát Trưởng lão mặt mày lập tức giãn ra, biểu hiện nghiêm nghị. Giang Thần gật đầu một cái, hắn đối với ánh mắt của chính mình vẫn có tự tin. Các ngươi đang đùa trò gian gì? Bên cạnh Mỹ Phụ cảm giác được không ổn, lớn tiếng nói, lẽ nào các ngươi đàn hội không thua nổi sao? Câm miệng, Gia Cát Trưởng lão không chút lưu tình quát mắng một câu này có thể để quảng trường sôi sùng sục hai bên nhân vật đại biểu không nể mặt mũi, cùng tiểu bối đấu võ mồm nhưng là không thể so sánh. Trong nháy mắt, đan hỏa minh người đi tới Mỹ phụ phía sau, khí thế bức người. Đan hội cũng không cam lòng yếu thế, bước vào quảng trường. Ha ha ha, thật là bá đạo đan hội nha, thua một vòng tỉ thí, lại muốn tìm lý do gì chơi xấu sao. Mỹ phụ nụ cười dối trá biến mất không còn tâm hơi, biến thành cười gần những người khác nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai. Xảy ra chuyện gì, làm người chủ trì thần hy cũng tới trước tìm hiểu tình hình. Đan hỏa minh đặt chân ở trung tam giới, đan hội đồng giảng, thế nhưng các người tìm đến thượng tam giới đan dược sư, đây là muốn làm gì? Gia Cát Trưởng Lão trầm giọng nói, này vừa nói, người ở chỗ này cùng nhau biến sắc. Hảo hoa, ta nói làm sao đột nhiên nhô ra này một nhóm người. Đan hội người ấy náy giận dữ, hóa ra náo loạn nửa ngày, đan hỏa minh là đang đặt mưu, tìm đến ngoại viện. Ra các trưởng lão, không thua nổi cũng không cần tìm lý do như vậy a. À. Mỹ phụ tránh nặng tìm nhẹ, chê cười. Ngươi, ra các trưởng lão tức điên, nhưng không biết nên nói như thế nào, hướng về giang thần nhìn sang. Trúc Long bí kỹ, thứ bảy giới đan thần cốc bất truyền kỹ xảo, bốn người các ngươi, không đúng, là năm người che lấp rất tốt, nhưng chạy không thoát con mắt của ta. Giang thần nhìn về phía cái kia luyện chế thành công gia chú nhan đan bốn cái người. Bốn người bọn họ không có phản bác, đứng ở nơi đó không nói, ánh mắt như đau. Thần hy cô nương là từ thứ bảy giới hạ xuống, nàng cũng không phát hiện những này, một mình ngươi không biết từ từ đâu xuất hiện người, ánh mắt so với đan hoàng truyền nhân còn độc hơn cay sao. Mỹ phụ như là bị dẫm đuôi, còn đang cố gắng che giấu. Giang thần nhìn về phía thần hy, nói thần hy cô nương, Trúc Long bí pháp đặc điểm là biến hóa vạn ngàn. Vì lẽ đó có ý định ẩn giấu, rất khó bị phát hiện. Thần Hy giúp hắn đem nói xong, rõ ràng ý của hắn. Chợt, nàng đi tới bốn người trước người. Cùng giang thần không giống, bọn họ đối mặt đan hoàng truyền nhân đều rất hồi hộp. Chuyện cười lớn, đan hội không thua nổi, tùy tùy tiện tiện tìm cái không cách nào truy cứu lời giải thích là muốn thế nào. Hôm nay tỉ thí thủ tiêu sao, ha ha ha, đây chính là truyền thừa ngàn năm đan hội sao. Mỹ phụ nhân cơ hội nói nói, còn muốn đem nước cho quấy đục. Nếu như bốn người này là trung tam giới làm người biết rõ, đương nhiên sẽ không nghi vấn, ở tỉ thí ngày đó, bỗng dưng bốc lên, chúng ta cũng không thể nghi vấn. Gia Cát Trưởng Lão Lạnh Lùng nói, thua trước làm sao không nghi vấn, Mỹ phụ đùa cợt nói, không bắt đầu tỉ thí, Giang Thần làm thế nào nhìn ra được bọn họ kỹ xảo, làm sao phán đoán. Đan sẽ có người phản bác, ta nhìn là thua chi sau, tìm tới một cái lý do chứ. Mỹ Phụ nói nói, được rồi, thần hy ngăn lại trận này không có ý nghĩa cái vã, ánh mắt vẫn như cũ còn ở bốn người kia trên người. Nàng nói nói, ngày hôm nay, là sư phụ của ta, cũng chính là đan hoàng để cho ta tới chủ trì, các ngươi trêu đùa ta, chính là trêu đùa đan hoàng, sau khi trở về, ta sẽ đích thân bái phỏng đan thần cốc, nếu như ở nơi đó phát hiện các ngươi tung tích. Thần hy cô nương, còn xin đừng nên kinh động đan thần cốc chúng ta là được mời tới vừa mới bắt đầu cũng không biết các loại quy định đúng đấy thần hy cô nương chúng ta tuyệt đối không dám trêu chọc đan hoàng thần hy lời còn chưa nói hết những người này liền không nhịn được mở miệng trước đan hoàng uy vọng bày ở nơi đó ở thứ bảy giới đan dược sư bên trong như một ngọn núi cao bọn họ không đánh đã khai lập tức gây nên tất cả xôn xao mỹ phụ khuôn mặt dữ tợn nhưng cũng không dám hướng về đan thần cốc nhân làm khó dễ đừng người tuyển chọn khuất phục thần hy mà không phải đan hỏa minh chính là không đem đan hỏa minh để ở trong mắt bọn họ chỉ là đan hỏa minh dùng giá cao mời tới ở bắt đầu trước có thể chưa từng nói không thể tìm giúp đỡ đan thần cốc bằng hữu thưởng thức chúng ta đan hỏa minh tiềm lực chạy tới gia nhập không vi phạm đan thần cốc môn quy mỹ phụ còn ở cãi chày cãi cối như vậy nói năng vô liêm sỉ cũng không cảm thấy ngại nói ra Gia Cát Trưởng Lão không muốn cùng nàng một cái nữ lưu hạng người kiến thức, một phất ống tay áo, chính là muốn dẫn người rời đi. Trận này không tỷ thí công bình, tự nhiên không có cần thiết tiếp tục tiến hành. Đan hội không đánh mà chạy, thập đại bí pháp không có hy vọng, nhưng thế nhân sẽ biết các người đan hội bại bởi đan hỏa minh, đây là không tranh sự thực. Mỹ phụ giọng the thế nói, lời này để ra các trưởng lão dừng bước lại, các người đan hỏa minh còn có thể hay không thể yếu điểm mặt, thắng lợi như vậy cũng đáng giá nói khoác. Nhan như Ngọc cũng không nhịn được sông bọn họ quát mắng Tỷ thí quy củ, chỉ nói là Đan Hỏa Minh cùng Đan Hội tìm đến 10 cái tuyệt vời thiên đan sư tiến hành tỷ thí, không có nói rõ yêu cầu Mỹ phụ nói nói, các người kiên trì không thể so, chúng ta cũng không thể đi cướp thập đại kỹ xảo, nhưng trận này thắng bại, các người muốn nhớ rõ Những người này đều không thuộc về các người Đan Hỏa Minh Nhan như Ngọc lại nói, làm sao không thuộc về khó không được các ngươi đan hội không có thượng tam giới đan dược sư, chúng ta đan hỏa minh lại không thể có. Mỹ phụ lại nói, lời nói này để người của đan hội tức đến nghiến răng. Giang thần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mỹ phụ tại sao sẽ ở đan hội địa vị cao như vậy, bằng vào một cái miệng cùng ra mặt, xác thực không nhân có thể địch. Thần hy cô nương, khổ cực ngươi một chuyến tay không, sau khi trở về, xin ngươi bẩm báo đan hoàng, là đan sẽ phá hư quy củ, không có tiếp tục tỉ thí mỹ phụ biết không thể lại làm hạ thấp đi vì vậy đối với thần hy nói nói thần hy cao mày đang trầm tư trước đây đan hội thời gian hùng mạnh cũng có quá thượng tam giới đan dược sư gia nhập đan hội cũng lấy này từ kiêu quá có thể lần này không giống lần này là tỷ thí a nhưng mà trước đó chưa nói rõ ràng lại có thể trách ai quy củ bày ra đến chỉ cần không có phá hoại quy củ không tính là vô liêm sỉ chỉ là đối với đan hội không công bằng mà thôi trên quảng trường người cũng bắt đầu thảo luận, đứng ở đan hội góc độ, đan hỏa minh hành vi không có thể tha thứ. Nhưng là đối với người đứng xem tới nói, bọn họ cũng không có giác ngộ như vậy, chẳng qua là cảm thấy đan hỏa minh có chút thủ đoạn. Đương nhiên, đan hội không thể so cũng có thể thông cảm được. Nhưng chính như Mỹ Phụ nói, hôm nay tỉ thí là đan hội thua một hồi, lại thủ tiêu. Như vậy đi, Giang Thần đột nhiên mở miệng, chỉ vào trên quảng trường 10 cái hố lửa nói ta một người đại biểu đan hội 10 người cùng đan hỏa minh tiếp tục tỉ thí, nhân số lấy lò luyện đan phán đoán. Lời vừa nói ra, toàn thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nếu như ngông cuồng có một cái tên khác, vậy tuyệt đối là Giang Thần. chương 807, hỏa bên trong lấy liên. Người biết mình đang nói cái gì sao? Đan thần cốc người đều rất bất mãn, Giang Thần tuyên bố muốn một người khiêu chiến đan hỏa minh 10 người, bao quát bọn họ ở bên trong. Tuy rằng không biết Giang Thần làm sao luyện chế ra thần phẩm chú nhan đan, thế nhưng thân là đan dược sư, đều biết vận khí thành phần rất lớn. Huống chi Giang Thần không có sử dụng tới bất kỳ kỹ xảo, trình độ cao thấp càng là không thấy được. Bọn họ kiêng kỵ thần hy, không có nghĩa là có thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Đây chính là ngươi nói. Đan hỏa minh Mỹ phụ vội hỏi, vốn là muốn tiếp tục làm hạ thấp đi nàng nhìn thấy Giang Thần tự mình tăng cường độ khó, cầu cũng không được. Đan hội nhân trần chờ bất định, Giang Thần vạch Trần Đan Thần cốc nhân thân phân, tránh khỏi bọn họ giao ra kỹ xảo. Có thể Giang Thần lời nói này lại sẽ đan hội đẩy hướng về nơi đầu sóng ngọn gió. Đột nhiên, Đan Hỏa minh nhân ở mỹ phụ bên tai khẽ nói một phen. Nguyên bản tự tin tràn đầy mỹ phụ trở nên trần chờ, Giang Thần thay đổi quy tắc, nói không chắc là có cái gì không có hiển lộ ra bản lĩnh. Đáp ứng hắn, nhìn thấy Đan Hỏa minh nhân trần chờ, Đan Thần cốc mấy cái nhân rất oán giận. Đan hội, ý của các ngươi Mỹ phụ biết đặt tại trước mặt chính là một hồi đánh cược, không đồng ý ngày hôm nay tạo thế sẽ phó chi nước chảy, cho nên nàng không có lo lắng biểu đạt, muốn xem đan hội có đáp ứng hay không. Đan hội nhân ánh mắt đều tụ tập ở ra các trưởng lão trên người, chờ đợi chỉ thị. Quá sằng bậy đi, nhan như ngọc nhỏ giọng nói, cứ việc tận mắt đến giang thần biểu hiện, cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn có thể làm được tự mình nói tới. Giang thần, có nắm chắc không? Gia các trưởng lão rất xoắn suýt, vì mặt mũi bất chấp nguy hiểm không đáng, Giang thần không kinh thương lượng mở miệng trước, lại để cho hắn không tốt quyết định. Lời vừa hỏi xong, Gia các trưởng lão rõ ràng, thầm nói, Giang thần không phải không biết đúng mực người, hắn mở miệng trước chính là không muốn bị ngăn cản dừng. Trưởng lão yên tâm, Giang thần trả lời cũng không ngoài dự đoán, cái kia đan hội không có vấn đề, Gia các trưởng lão nói nói, đoàn người khiếp sợ, đan hội lá gan cũng thật là đủ lớn như vậy cũng dám đồng ý. Lần này, lại đến phiên đan hỏa minh tỏ thái độ. Mỹ phụ con người biến hóa bất định, đánh giá giang thần, muốn từ cái kia trương thanh tú trên mặt nhìn ra cái gì. Kết quả làm cho nàng rất thất vọng, không thành vấn đề, Mỹ phụ cắn răng một cái, cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể đáp ứng. Giang thần, thần hy lúc này không nhịn được lên trước vài bước, ở nháy mắt. Nàng là sắp xếp thử thách người, hiển nhiên biết đón lấy hai vòng đối với giang thần một người tới nói không thể hoàn thành nhưng là thân là người chủ trì nàng không thể nhắc nhở không thành vấn đề chúng ta đáp ứng mỹ phụ lập tức cường điệu một câu nàng từ thần hy trên mặt nhìn ra đầu mối chỉ lo lại có thêm biến cố nói hy vọng đan có thể hay không lại tìm lý do nào khác đến đây giang thần cũng không thể nói cái gì nữa hướng về thần hy nhẹ nhàng lắc đầu được rồi vậy liền bắt đầu Thần Hy âm thầm thở dài một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ở quảng trường hố lửa bên cạnh, trắng nõn tay ngọc tùy ý cái gì. Mọi người nhìn thấy tương tự với tinh xa giống như điểm sáng rơi vào hố lửa bên trong. Đan hỏa minh cùng đan hội đầu óc mơ hồ, còn không rõ thử thách nội dung. Đúng là giang thần nhìn ra cái kia tinh xa là vật gì, rõ ràng thần hy vừa nãy hảo ý. Phòng thứ hai thử thách, quang cố chính mình cũng rất vất vả, đừng nói còn muốn đối kháng đan hỏa minh 10 người cũng còn tốt, hắn chính là đan thánh, này một đời tự mình chấp trưởng liệt hỏa, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Vòng thứ hai thử luyện, tên là hỏa bên trong sinh liên. Ta ở hố lửa có lưu lại tiên liên đan cạn thuốc, địa hỏa bay lên thời gian, muốn tại địa hỏa tắt trước, dùng đến cho cạn biến ảo thành tiên liên. Thần Hy nói xong vòng thứ hai nội dung, nhìn về phía giang thần, có chút băn khoăn. Đúng là đan thần cốc nhân nghe nói lời này, từng cái từng cái mặt mày hớn hở, kích động không thôi. Tiên liên đan ở thứ bảy giới tiếng tăm lừng lẫy, tàn dư cặn thuốc thường thường bị đan dược đại năng dùng để rèn luyện tự mình môn đồ. Cùng hàng phục cuồng bạo tiểu hỏa nhân không giống, hỏa bên trong sinh liên độ khó càng to lớn hơn, cũng càng thêm phức tạp. Ở hừng hực địa hỏa bên trong, kéo tơ bóc kén, trường khống lấy so với hạt cắt còn tế cho cặn, này còn chỉ là trụ cột nhất, muốn biến ảo thành hỏa liên, khó càng thêm khó. Ha 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 ha, dù cho là lần đầu tiên nghe được hỏa bên trong sinh liên người, cũng đều lộ ra quái dị biểu hiện. Mỹ Phụ không nhịn được cười ra tiếng, vòng thứ hai không giống như là vòng thứ nhất luyện đan, không có thời gian hạn chế, có thể để người ta chăm nom 10 cái lò luyện đan. Này một vòng không chỉ có muốn tại địa hỏa tắt trước hoàn thành, còn muốn hết sức chăm chú. Giang thần không biết phía dưới hai vòng nội dung liền dám tuyên bố lấy một trận chiến 10 lần này ăn buồn dầu thiệt thòi. Xong, đan hội bên này, một mảnh kêu rên, ra các trưởng lão cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tin tưởng giang thần có một người luyện chế 10 lô đan dược bản lĩnh làm sao vòng thứ hai sẽ là như vậy dựa theo ba cục hai thắng quy củ này một vòng thua trận sẽ không có vòng kế tiếp lần này giang thần là nâng lên tảng đá đập chân của mình a à? quá mức hung hăng đương nhiên muốn chịu đựng tương ứng kết quả ta còn tưởng rằng hắn cùng đan hoàng truyền nhân lén lút có cái gì trước đó biết được mới dám khoe khoang khoác lác ai có biết hay chưa mọi người nghị luận sôi nổi đứng ở đan hội bên này nhân không nhịn được lắc đầu. Có thể xác định giang thần trước đó cũng không biết sẽ như vậy. Điểm ấy từ vẻ mặt hắn có thể nhìn ra, tràn đầy chăm chú, cau mày. Giang thần, thật không tiện, thần hy thực sự là hổ thẹn, hướng về hắn truyền âm nói. Chủ trì cuộc tỉ thí này, nàng theo đuổi chính là công bằng, không có nói cho giang thần nội dung. Giang thần hướng về nàng nở nụ cười, biểu thị này cùng nàng hoàn toàn không liên quan, hắn lại vẫn có thể cười được a à, Đan hỏa minh bên kia, liên tục cười lạnh, kẻ ngu si đều biết bọn họ chiếm cứ nhiều lớn ưu thế. Trung tam giới đã không còn là ngươi lăng tiêu địa phương, đây là tiếp nhận trên dưới tam giới nơi, kỳ tài vô số, thiên tài tập hợp, người đã đến cực hạn. Ninh Hạo Thiên hôm nay là một người khán giả, nhất không ngoài ý muốn Giang Thần đưa ra một người chiến 10 người. Đối với Giang Thần hiện tại đối mặt kết quả, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng hắn cũng không biết khoảng thời gian này thu được thành tựu ra sao, còn không đạt được bất kỳ chiến tích, cũng đã lòng cao hơn trời, xem thường làm náo động lớn giang thần. Đan dược đại sư, chúng ta bắt đầu đi. Đan thần cốc nhân ồn ào một câu, đi tới từng người địa hỏa hãm hại phía trước. Giang thần một người đối mặt 10 cái địa hỏa hãm hại, hình thành so sánh rõ ràng. Thần hy lại liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ không đành lòng, bắt dấu tay. Nhất thời, vì là hôm nay tỉ thí cố ý làm ra đến 20 địa hỏa hãm hại đầu tiên là truyền đến cuồn cuộn sóng nhiệt, tiếp theo địa hỏa mãnh liệt mà ra, có cao ba trường, còn đang không ngừng phóng thích huy năng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cột lửa bên trong có ánh sao đang nhấp nháy, như hỏa bên trong tinh linh, phong phú. Đan hỏa minh 10 người bước xa lên trước, sử dụng thiên đan sư bản lĩnh, muốn lấy ra hỏa liên đến. Ha ha ha, lại nhìn giang thần, một người đối mặt 10 cái cột lửa, như là không có chỗ xuống tay, này buồn cười một màn gọi nhân không nhịn được cười. Đây chính là khoác lác thổi qua đầu lúng túng A. À. Nếu muốn đựng đại năng, kết quả bại lộ khuyết điểm. Đáng đời, chương 808, hỏa liên từng đóa từng đóa Mọi người nhận vì là giang thần là không có chỗ xuống tay, tùy ý địa hỏa thiêu đốt. Dù cho thành công một đóa hỏa liên cũng tốt, nói không chắc đan hỏa minh bên kia toàn bộ đào thải đây. Mọi người diễu diễu nói, đưa tới một mảnh tiếng cười lớn. Tựa hồ là nghe nói như thế, Giang Thần đi về phía trước, hai tay mở ra. Theo bước chân của hắn, 10 cái cột lửa bắt đầu chập chờn, như là bị kình phong cuồng thổi. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy cảnh này, nghi ngờ không thôi, cứ việc trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng bởi vì quá mức thái quá, không thể tin được. Hắn chẳng lẽ muốn đồng thời biến ảo ra 10 đóa hỏa liên sao? Mãi đến tận phát hiện người chung quanh đều là nghĩ như vậy, bọn họ mới bùng nổ ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Đan hỏa minh cùng đan hội nhân ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Đan thần cốc nhân dư quang cũng chú ý tới bên này, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, bất quá dưới mắt không thể phân thần, vội vã thu tâm. Hắn thật có thể làm được sao? Nhìn giang thần, thần hy đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Biến ảo hỏa liên cực kỳ khó khăn, nàng lập ra vòng thứ hai thử thách thời điểm, đều muốn quá song phương một người đều không thông suốt quá. Hiện tại giang thần lớn mật ra tay, muốn lật đổ nàng tư duy cũng không lâu lắm thần hy chú ý tới cái kia chút cột lửa bên trong thần liên đan cho cặn chính đang có thứ tự biến hóa trong lòng dùng mình sư phụ của hắn đến cùng là ai không thể thành công đi những người khác cách đến khá xa cũng không có thần hy như vậy nhãn lực vì vậy sau khi kinh ngạc đều khó có thể tin tưởng được sẽ thành công một lòng người dùng nếu đều có thể thành công há không phải nói đến từ thượng tam giới thiên đan sư liền hắn một phần mười cũng không sánh nổi sao chính là cái đạo lý này giang thần dù cho tuyệt vời nhưng cũng không thể nghịch thiên lúc này giang thần tâm vô tạp niệm kiếp trước tài năng vô dung hoài nghi then chốt là tự thân trạng thái hắn phi thường vui mừng tự mình sử dụng hai lần hỏa thần giáng trần tiêu hào mất hỏa vẫn thiên thạch tăng lên rất nhiều của hắn hỏa chi hàm nghĩa hơn nữa hỏa thần kinh mới có thể làm ra hành động như vậy nếu không thì dù cho kiếp trước là đan thánh bị giới hạn ở thực lực bây giờ cũng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Cũng không lâu lắm, đan hỏa minh bên kia có nhân thất bại, cũng có nhân thành công. Thất bại cơ hồ đều là đan hỏa minh trung tam giới đệ tử, người thành công đều là đan thần cốc 5 người. Điều này làm cho đan hỏa minh sắc mặt có chút không dễ nhìn, ở bị vạch trần chi sau, thành tích như vậy sẽ bị nhân bám vào không tha. Bất quá nghĩ đến thắng bại sẽ thu được thập đại kỹ xảo, cũng chỉ đành giả câm vờ điếc, đem tất cả những thứ này cho rằng là bình thường. Rất nhanh, một tin tức tốt truyền đến. Tên kia cô gái tóc ngắn cũng đã thành công, bàn tay vào đến cột lửa bên trong, hái ra một đóa thiêu đốt hỏa liên. Mặc dù là liệt hỏa hình thành, không qua chi tiết hoàn mỹ, dường như suốt từ điêu khắc đại sư tay. Trong nháy mắt, đan hỏa minh có ba người thành công, còn lại hai người vẫn còn tiếp tục, năm người kia bị đào thải. Rất nhanh, đan hỏa minh truyền đến từng trận tiếng hoan hô, bởi vì hai người kia cũng thành công biến ảo ra hỏa liên. Cứ như vậy, tổng cộng có năm người, so với vòng thứ nhất bốn người thành tích còn tốt hơn, hơn nữa lần này còn có đan hỏa minh đệ tử ở bên trong. Đan hội nói cái gì cũng đã vô dụng, đan hội lần này cần xuất huyết nhiều, bá chủ địa vị từ đây không ở. đáng tiếc a, à, vừa nãy nếu như bám vào ngoại viện điểm ấy không tha, không giữ thể diện mặt, cũng có thể bảo vệ kỹ xảo. này này, ta nhớ ngươi, ngươi mới vừa rồi còn trào phúng đan hội không để ý quy củ, vô liêm sỉ sắc mặt, hiện tại lại bỏ đá xuống giếng a ha 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 ha, ta tình nguyện, người quản được sao? Ở đây hạng người gì đều có, đàn hội luôn luôn đều là ngước nhìn giống như tồn tại, hôm nay đúng là để rất nhiều người cảm thấy thoải mái. Lão sư ta còn chưa kết thúc, các người không cần nói đến thật giống hắn đã thua trận. Cơ như tuyết tuổi tác không lớn, tính khí nhưng là rất hot, nghe đến mấy cái này cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh, không từ quát to một tiếng. Đoàn người trầm mặc chốc lát, tiếp theo bùng nổ ra cười to. Đã nghe chưa, này Giang thần cũng làm người khác lão sư. Hắn mới nhiều lớn A, à, có tài cán gì, thực sự là ngộ nhân con cháu. Chỉ sợ là dựa vào một cái miệng nói khoác đi, liền bây giờ ngày. Những này lời khó nghe để cơ như tuyết rất oan ức, viền mắt có thể nhìn thấy lệ quang. Tiểu muội không cần quan tâm đến những người này, tin tưởng lão sư ngươi. Cơ âm di nói nói, ừm, cơ như tuyết gật gật đầu, lần thứ hai nhìn phía quảng trường. Giang thần một người làm mười người sống, chậm chạp không có kết thúc có thể thông cảm được. Nhưng mà địa hỏa sẽ không chờ hắn, có thể không muốn nhìn đến bốc đồng đang yếu bớt, cột lửa bắt đầu rút ngắn, quá trình này sẽ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến hoàn toàn tắt. Cha cha sách, đan dược đại sư nói cẩn thận một người khiêu chiến chúng ta 10 cái đây. Đan thần cốc nhân phát sinh khó nghe thanh âm, nhưng lập tức nghĩ tới thần hy lúc trước đã nói, ngậm miệng, san cười một tiếng. Thần hy chẳng muốn cùng hắn tính toán, quan tâm giang thần bên này. Mắt thấy cột lửa chỉ còn dư lại một trường độ cao thời điểm, Giang Thần đột nhiên cao dơ hai tay lên. Cột lửa lần thứ hai bạo phát, lập tức đạt đến 10 trượng, trở thành một mạc kỳ quan. Tại sao lại như vậy? Địa hỏa năng lượng không phải là hắn nói toán a? Đan Thần cốc nhân trợn mắt ngoác mồm, không rõ vì sao. Là thần liên cho cặn, hắn sắc thành công, có nhân âm thanh kêu lên. Cái gì? Thành công? Thành công một đóa vẫn là nói toàn bộ thành công a? Vấn đề này không ai có thể trả lời, cái kia chút chê cười nhân tất cả đều sơ cứng ở tại chỗ. Chỉ thấy 10 cái cột lửa bên trong, cái kia chút ánh sao lấp lánh rốt cục ngưng tụ thành hình, có thể thấy rõ ràng, chính là từng đóa từng đóa hỏa liên. Không cần giang thần đi trích, những này hỏa liên nhất phi trùng thiên, từ cột lửa đỉnh mà ra. 10 đóa hỏa liên tỏa ra ánh sáng lung linh, đan hỏa minh năm đóa hỏa liên hoàn toàn không thể so sánh. Hỏa liên lấy giang thần làm trung tâm, ở trên quảng trường từng vòng vần quanh một đóa, hai đóa, ba đóa, không cần đếm mười đóa không sai. vậy thì là mười so với năm a dẫn trước gấp đôi. vòng thứ nhất thời điểm bốn so với hai đan hỏa minh đồng dạng dẫn trước gấp đôi nhưng cùng hiện tại hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Giang thần là lấy một người hoàn thành hỏa bên trong sinh liên đồng thời mỗi một đóa hỏa liên đều so với đan hỏa minh nhân mạnh hơn. đây là một biến thái a. Đan thần cốc mấy cái nhân cũng lại không nói ra được khiêu khích lời nói, bị mạnh mẽ đả kích, cực kỳ ủ rũ. Lại tới một lần nữa, bọn họ hay là không biết lại để đan hỏa minh nhân đồng ý. Hiện tại, so sánh một, thần hy cũng rất kinh ngạc, bất quá rất tốt khống chế lại tâm tình mình, tuyên bố tỉ thí kết quả. Vòng thứ ba, cũng là một vòng cuối cùng, phân ra thắng bại. Hiện tại tạm thời nghỉ ngơi, thần hy lại nói, cho tới cái kia chút biến ảo hỏa liên, sẽ nương theo thời gian khôi phục thành cho cạn. Chỉ là căn cứ không giống trình độ, biến mất thời gian cũng không giống nhau. Đan hỏa minh năm đó hỏa liên biến mất một quãng thời gian rất dài, giang thần hỏa liên vừa mới bắt đầu. Giang thần, ta vì tiên trước đã nói xin lỗi ngươi, là ta vô chi. Thừa dịp tin tức thời điểm, nhan như ngọc đi tới giang thần trước người, chân thành nói. Đan hội nhân cả kinh, người nào không biết nhan như ngọc kiêu ngạo. Hiện tại như vậy thành khẩn xin lỗi, chỉ có thể nói giang thần tuyệt vời. chương 809, âm minh chỉ, trời à, hắn là làm sao làm được, hắn mới là đan hoàng truyền nhân đi, quá lợi hại, quá lợi hại, quảng trường bên cạnh nhân đến lúc này mới từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, tiếng kinh hô như sóng chiều như thế bao phủ ra. Trên không trung cái kia chút vì là đan hoàng truyền nhân mà đến thiên tài cũng đều thay đổi sắc mặt, tỉ mỉ đánh giá giang thần. Ninh hạo thiên lạnh rên một tiếng, một mặt khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Đan hỏa minh, nghỉ ngơi tốt không có, mau vào hành vòng kế tiếp đi. Đan hội nhân cảm thấy hãnh diện, bắt đầu hưng phấn ồn ào lên. Đan hỏa minh nhân sắc mặt như cho tàn, hỏa bên trong sinh liên như vậy thử luyện đều có thể như vậy tuyệt vời. Cái kia mặc kệ vòng thứ ba là cái gì, cũng không thể khó đến hắn. Dối trá, các người đây là dối trá. Đan hỏa minh Mỹ phụ nhảy ra ngoài, quát lên, hôm nay tỉ thí, các phái ra 10 người, là nhìn đan hỏa minh cùng đan hội tuổi trẻ thiên đan sư bình quân trình độ giang thần một người biểu hiện là nói các người đan hội không người sao nàng gây nên một mảnh xì xào bàn tán cùng vừa mới khác nhau chính là tán đồng lời này nhân không nhiều phòng thứ hai lúc mới bắt đầu đã sáng tỏ đã nói quy tắc hiện tại lại là như vậy rõ ràng không thua nổi đan hỏa minh đều là có lý a à. bạch hiên hội trưởng nói nói người có cảm giác mình là cô gái liền mọi việc đều tới tự mình có lợi nói Ngươi nói như vậy ghê gớm, có bản lĩnh đan hỏa minh không cần mời ngoại viện a? Đan hội người đều mồi không yên, mồm năm miệng 10, phát tiết bất mãn trong lòng. Trái lại đan hỏa minh, ngoại trừ Mỹ phụ ngoại, không nhân đứng ra tranh chấp. Mỹ phụ gánh vác hôm nay thắng chịu trách nhiệm, mới sẽ không để ý điểm mấu chốt, nói ra vô liêm sỉ đến. Nhưng đan hỏa minh nhân hay là muốn mặt, dưới con mắt mọi người, một khi nói sai cái gì, sẽ ảnh hưởng danh tiếng. Không thể so Lúc này, đan thần cốc mấy cái nhân từ lúc bắn chúng lấy lại tinh thần, không tâm lại so với. Bọn họ không cần đan hỏa minh đồng ý, nhìn phía thần hy, nói thần hy cô nương, xin được cáo lui trước. Nói, bọn họ bay về phía chân trời, quả đoán rời đi. Tình cảnh này phi thường bất ngờ, mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, đan thần cốc người đã kinh biến mất không còn tâm hơi. Điều này làm cho Mỹ phụ xanh mặt, cắn răng, nói, hôm nay các loại biến cố, có chút không công bằng, lại so với không có ý nghĩa. Nàng là muốn chơi xấu, bảo vệ Đan Hỏa Minh kỹ xảo. Đan Hỏa Minh cố ý như vậy, chúng ta cũng không thể đi cướp, hôm nay các loại thế nhân sẽ tự mình nhận biết. Gia Cát trưởng lão dùng nàng lúc trước đánh trả, 10 phân giải khí. Mỹ phụ nhìn về phía quảng trường, nhìn thấy từng cái từng cái xem thường, xem thường khuôn mặt, tâm có oán khí. Bất quá nàng làm nữ tử, đúng là so với Gia Cát trưởng lão thẳng thắn rất nhiều ngược lại đã mất mặt, có thể bảo vệ kỹ xảo là được. Hôm nay thắng bại, là so sánh một, hòa nhau. Mỹ Phụ cố ý nói, vì lẽ đó còn muốn trận thứ ba, có thể lựa chọn tìm người đơn độc tỉ thí, hay là một lần nữa tập hợp 10 người, người. Thần Hy rốt cục không nhìn nổi, lạnh lùng nói, nếu như không thể so, ta sẽ đem hôm nay chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho sư phụ. Này vừa nói, đan hỏa minh nhân cùng nhau biến sắc. Đơn độc tỉ thí, đó là tuyệt đối không thể. Người trẻ tuổi làm bên trong, không ai có thể sánh bằng Giang Thần. Tập hợp 10 người lại so với còn có một tia hy vọng, dù sao cũng là dựa theo nhân số đến toán. Mỹ phụ làm ra quyết định, nói tốt, vậy thì Đan Hỏa Minh cùng Đan Hội một lần nữa phái ra 10 người, lại so với một lần. Tiếng thảo luận không ngừng, mọi người cảm thấy Đan Hỏa Minh quá chiếm tiện nghi. Bất quá các phái 10 người, không có ngoại viện, cũng phù hợp hôm nay tỉ thí sơ chung, phía trước hai vòng có thể không tính một lần phân thắng bại đan hội không có dị nghị mặt khác giang thần ngươi lui ra nghỉ ngơi nhan như ngọc ngươi trên gia cát trưởng lão nói nói mọi người cả kinh không hiểu đan hội đang suy nghĩ gì thay đổi trăm phần trăm sẽ thắng được giang thần này không phải là sáng suốt quyết định bất quá nhìn thấy gia cát trưởng lão cái kia trương kiên nghị khuôn mặt mọi người rõ ràng đan hội thái độ thân là trung tam giới truyền thừa xa xưa nhất đan dược sư tổ chức có đầy đủ tự tin dựa vào bản lãnh thật sự thắng lợi. Giang thần, người không cần phải lo lắng, hôm nay người lập xuống đại công. Gia Cát Trưởng Lão nói nói. Giang thần gật đầu một cái, không nói thêm gì. Nhan như ngọc được tha thiết ước mơ cơ hội, phi thường bất ngờ, cũng rất hồi hộp, thế nhưng không có luống cuống, trái lại tràn ngập chờ mong. Cuối cùng, đan hỏa minh cùng đan sẽ phái ra 10 người đội hình, đều là trung tam giới thiên đan sư, mỗi người đều là quen thuộc mặt. Như vậy, liền bắt đầu vòng thứ ba. Thần Hy tuyên bố vòng thứ ba quy cổ sau, chính thức bắt đầu. Sau 20 phút, đan hội bên này nhân vung tay hô to, mỗi người đều vô cùng kích động. Trái lại đan hỏa minh, Mỹ phụ cả người sụi lơ ngồi dưới đất. Vòng thứ ba, đan hỏa minh cùng đan hội điểm số là 3 so với 6. Đan hội đầy đủ dẫn trước gấp đôi. Lần này, không có ngoại viện, cũng không có giang thần, là đan hỏa minh cùng đan hội thực lực chân chính, rất có sức thuyết phục. Đan hội trung quy là đan hội a. Hôm nay muốn nhìn đan hội xui xẻo người đều rất thất vọng. Bất quá phải thừa nhận, hôm nay đan hỏa minh thế tiến công rất mạnh, nếu như không phải có Giang thần xuất hiện, đan hội đem bị nhiều thiệt thòi. Ngươi cái thằng con hoang, lúc trước ở Bắc vọng thành ngươi liền ứng chết tiệt. Mỹ phụ ánh mắt oán độc cực kỳ, không hề có điểm báo trước ra tay, đằng đằng sát khí, muốn chém giết Giang thần. Âm Minh Chỉ, một cái đan dược sư tại sao lại như vậy độc ác phó học? Nghe đồn gần nhất có rất nhiều người chết ở âm minh chỉ bên dưới, khó không được đều là đan hỏa minh quét sạch cản trở sao. Đoàn người khiếp sợ, mỹ phụ 35-36 tuổi, da thịt trắng như tuyết, không gặp dấu hiệu của sự già dạ yếu, cũng như là chín dục cây đào mật, phong tình vạn trùng, dáng vẻ vạn ngàn. Vào giờ phút này, khuôn mặt dữ tợn, khác nào ác quỷ, ngón trò tay phải cùng ngón giữa khép lại, hào không sinh cơ u ám khí thể quấn quanh. Nàng chính là thiên tôn trung kỳ cảnh giới chỉ là mọi người bình thường đều cảm thấy nàng là đan dược sư chưa từng có phân chú trọng cảnh giới lúc này mất khống chế nổi khùng mới gọi nhân rõ ràng nàng nguy hiểm cỡ nào giang thần cẩn thận a à. đan hội nhân hoàn toàn biến sắc mở miệng nhắc nhở cơ âm di dùng tốc độ nhanh nhất lên trước muốn cứu viện có thể động tác vẫn là chậm một bước muốn chết bọn họ mặt hướng mỹ phụ trực tiếp đánh ra một quyền quyền phong nhắc lên một luồng dâng trào sóng lửa đánh ra mà đi Mỹ Phụ mặt lộ vẻ cười gần, như là nhìn thấy Giang Thần xui xẻo dáng vẻ. Hắn coi thường Âm Minh Chỉ, mọi người có chút ít lo lắng, Âm Minh Chỉ chính là cấm kỵ võ học, bởi quá mức thâm độc, người tu luyện đều sẽ gặp phải xem thường. Bất quá nó uy lực thực sự không tầm thường, mang theo độc tính, có thể làm cho thiên tôn ôm nỗi hận. Đặc biệt là Mỹ Phụ tinh thông đan dược, Âm Minh Chỉ độc tính càng mạnh hơn, ba đoạn đốt ngón tay tất cả đều là màu đen nhánh. Giang thần đánh ra đến liệt hỏa đem hào không tác dụng. Gọi người bất ngờ chính là vốn nên đâm thủng liệt hỏa âm minh chỉ ở chạm được thời điểm, phát sinh dị biến. Mỹ phụ tiếng kêu rên liên hồi, cả người bắt đầu thiêu đốt, chỉ lực tán loạn. Đây là lửa gì a? À? Như vậy tuyệt vời, phần thiên yêu viêm, cuồng bạo nhất dị hỏa. Chương 810, đều cút cho ta. Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, mỹ phụ bị đốt chết tươi. Ngoại trừ âm minh chỉ nàng cùng giang thần là khác nhau một trời một vực âm minh chỉ ở phần thiên yêu viêm trước mặt càng là cực kỳ yếu đuối mỹ phụ rơi vào kết cục như thế không ai đồng tình đều cảm thấy là tự tìm liền ngay cả đan hỏa minh nhân không dám đứng ra mỹ phụ trước tiên hạ sát thủ bọn họ không chiếm lý nhìn thấy giang thần không có tiến một bước truy cứu bọn họ đều là thở phào một hơi không dám nhắc tới lên phần thiên yêu viêm uy lực đáng sợ chấn nhiếp mọi người một cơn gió thổi qua mỹ phụ hóa thành cho tàn, không có trên thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lại là hà tất, thần hy nhìn thấy xảy ra nhân mạng, không từ lắc đầu, đi tới giang thần trước người, hỏi dò cùng sư phụ hắn gặp mặt sự tình. Hôm nay nhìn thấy giang thần ra tay, nàng đối với vị kia biết được 500 năm trước bí ẩn cao nhân cảm thấy rất hứng thú. Mấy ngày nay đều đang chuẩn bị tỉ thí, vẫn không có liên lạc với. Giang thần thật không tiện nói nói. Không sao, ngược lại ta cũng định ở trung tam giới lại đợi một thời gian ngắn quan sát xưng hào chi chiến thần hy không ngoài ý muốn hắn sẽ như vậy nói khẽ mỉm cười giang thần trong lòng chìm xuống nữ nhân này sức quan sát rất sắc bén nói không chắc nhìn ra cái gì nhìn nàng cố ý muốn gặp sư phụ giang thần bắt đầu nghĩ làm sao bây giờ xin nhờ viêm đế đi ra diễn một màn kịch không cần nghĩ tính khí không tốt viêm đế nhất định sẽ táo bạo như lôi đi một bước nhìn một bước đi giang thần nói như vậy thần hi cô nương ở đan hỏa minh cùng đan hội sự tình giải chi sau không chung cái kia chút khí thức cường đại xông qua đạo cung thiên tài như giọt mưa giống như hạ xuống những người này mục tiêu rất nhất trí đều muốn kết giao thần hi cô nương bất quá bọn hắn đều vẫn là rất bình tĩnh không có lập tức thể hiện ra nhiệt tình sợ sệt dọa chạy đan hoàng truyền nhân một tên tuấn lãng thanh niên lên trước áo trắng như tuyết cõng lấy đem bất phàm kiếm thần hi cô nương tại hạ tống hạo rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi hắn nho nhã lễ độ nụ cười như gió xuân ấm áp ánh kiếm như liệt nhật hào quang bao phủ quanh thân kiếm khí hóa hình đây là kiếm đạo sức mạnh đạt đến đại sư biểu hiện giang thần nghĩ thầm tống hạo xông vào đệ tứ cung tồn tại không phải linh tộc không truyền thừa máu một người một chiêu kiếm ở thế hệ tuổi trẻ hàng đầu tồn tại bên trong chiếm cứ một vị trí thần hy cũng không ngoài ý muốn mỉm cười làm lễ không nghĩ tới chính là tống hạo rất mau đem ánh mắt nhìn về phía giang thần hắn không phải tìm đến đan hoàng truyền nhân cổ kiếm ở trên thân thể ngươi thật sao hắn nụ cười vẫn ngữ khí bất biến như là ở hỏi dò một việc nhỏ không đáng kể cổ kiếm chính tông giang thần lập tức nghĩ tới cái gì từ đồ phong thua với của hắn thời điểm đã nói hắn là giả mạo tông chủ thật ở tông chủ có một người khác chính là trước mắt tống hạo giang thần gật đầu một cái muốn nghe một chút hắn biết nói cái gì cổ kiếm nhất mạch muốn một lần nữa quật khởi cần thiên tài tuyệt thế cầm trong tay cổ kiếm từng bước đăng ngày danh chấn thiên hạ tống hạo lúc nói chuyện kiếm khí từ bên trong đến ngoại tạo nên sóng gợn nhân hòa không gian biên giới như là bị vỡ ra một chỗ với mặt khác một thế giới giang thần kiếm đạo sức mạnh dục già dục dịch càng là bị gợi ra hắn kiềm chế lại trong lòng chập trùng nói người nói chính là tự mình sao Tống Hạo không hề trả lời vấn đề này, ánh mắt sáng quắc, nói, người ở đan dược sư hội có bất phàm thành tựu, vấn đỉnh trí cao, không cần. Hảo, người muốn nói cái gì ta rõ ràng, cổ kiếm là sẽ không để cho. Giang thần đánh gãy hắn, bình tĩnh nói. Tống Hạo con người đứng lên, tật phong phất quá, tóc đen phấp phới, khuôn mặt đường nét rõ ràng, môi mím chặt. Cổ kiếm, không thuộc về ngươi, hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh giá cực kỳ không có ai có tư cách cùng ta nói lời này, đừng quên, là cổ kiếm tông tông chủ truyền cho ta. Giang thần nói nói, người cầm trong tay cổ kiếm, tham gia xương hào chi chiến, sẽ làm cổ kiếm tông hổ thẹn, cũng sẽ liên lụy cổ kiếm chính tông. Tống hạo lạnh lùng nói, Giang thần nhún vai một cái, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Hôm nay đi tới trước mặt của ta, nói ra một phen ăn khớp không thông, đã nghĩ ta giao ra cổ kiếm. Nghe vậy, Tống hạo mày kiếm nhíu chặt không tha, hắn đúng là nghĩ như vậy, chỉ bởi vì hắn là tống hạo, không nghĩ tới giang thần như vậy không thức thời, không nể mặt hắn, để hắn tiến thoái lưỡng nan. Tống huynh, người này tính khí lại như là hố xí thạch đầu, vừa thối vừa cứng, chỉ dựa vào nói là vô dụng. Khương chiết nhanh chân đi đến, thần thái sáng láng, hiển lộ hết thiên tài phong độ. Người như vậy, chỉ có đánh gãy xương sống lưng của hắn, để hắn như con chó chết như vậy nằm trên mặt đất, mới có thể làm cho cái kia trương làm người ta ghét khuôn mặt lộ ra nên có người yếu biểu hiện. Phong linh tộc ngô tử minh càng là không khách khí, trực diện mắng. Mấy tên thiên tài chuyển động bước chân, cũng thi càng mạnh mẽ áp bức. Bởi vì giang thần được thần hy yêu ái, là bọn họ không cho phép. Thần hy không lưu dấu vết đi tới giang thần bên người, nói giang thần công tử là bằng hữu ta, các ngươi là muốn làm gì. Thần hy cô nương, chúng ta chính là đến kết giao, giang thần biểu hiện phi phàm, tương lai sẽ là đan dược giới cự phách. Hỏa linh tộc hỏa chính vũ thân mang 108 đạo hỏa vân, khí diễm sông mây xanh, như hỏa thần hạ phàm. Hắn nói thì nói thế, nhưng ở giang thần bên tai, vang lên không giống nhau âm thanh. Ghê gớm đan dược sư đều là bán phân phối mạnh mẽ võ giả, đan hoàng truyền nhân, không phải ngươi có thể chia sẻ, cho ta cứ vậy rời đi, hỏa khôn sự tình liền không cùng ngươi tính toán. Đan dược sư là đan dược sư, không đủ tháo vác hành trên chân cường giả thế giới, đi nhanh đi. Giang thần, người tương lai thành sẽ bất phàm, nhưng chỉ giới hạn ở linh đan phương diệt, ở đây, người hoàn toàn không hợp. Từng đạo từng đạo truyền âm không ngừng truyền đến, Giang thần cũng không biết có chút nói ra từ ai chi miệng. Giang thần hôm nay biểu hiện kinh diễm, có thể đối với thân phận của những người này, còn còn thiếu rất nhiều. Hay là Giang thần sẽ có một ngày có thể trở thành là đan hoàng, vậy cũng ít nhất là 300 năm sau sự tình. Sẵn có đàn hoàng truyền nhân bày ở nơi đó, bọn họ tự nhiên sẽ làm ra lấy hay bỏ. Đều cút cho ta, bị những này phi phàm cường giả từng bước ép sát giang thần nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, quảng trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, các thiên tài dừng bước lại, đều đang hoài nghi mình lỗ tai. Bên kia còn không rời đi, quan sát xảy ra chuyện gì đám người náo động. Hôm nay ra tận danh tiếng giang thần còn hiềm tự mình không đủ xuất danh, dĩ nhiên hướng về phía tống hạo hỏa chính vũ một đám phi phàm thiên tài gầm lên. Ta có phải là nghe lầm, mọi người cũng đang hoài nghi mình lỗ tai. Ta người sư đệ này a à? hạ nhất minh đang nhìn đến trên quảng trường xuất hiện nhiều cường giả như vậy thời điểm, liền biết không ổn, ai biết giang thần lập tức liền có biểu hiện. Người nói cái gì, một lát sau, phi phàm thiên tài cùng nhau nổi giận. Tống hạo kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một chuôi hủy ngày cự kiếm, vỡ tan hư không. Hỏa chính vũ 108 đóa hỏa vân lăn lộn, Thần hỏa có phần thiên oai. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngô Tử Minh phong chi thần hoàn so với lần trước còn muốn hung mãnh, động một cái liền bùng nổ. Không có nghe rõ thật sao? Muốn ta nói lại lần nữa? Cái kia nghe rõ, đều cút cho ta. Giang thần không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt không thay đổi, đối mặt chư vị thiên tài áp bức, bá đạo vô song, đột nhiên bước ra một bước, như núi lớn khí thế vụt lên từ mặt đất. Chương 811, đánh no đòn thiên tài đều là thiên tôn, vẫn như cũ tồn tại ở khác nhau một trời một vực. Giang thần hay là không phải bùn nháo, có thể người ở chỗ này đều là trung tam giới thiên tài trần nhà. Lúc này hắn không chút lưu tình, trầm giọng gầm lên, kinh động tất cả mọi người. Đan hội nhân mười phân căng thẳng, chỉ lo giang thần có chuyện, lại khá là kiên kỵ cái kia chúc thịnh nộ các thiên tài. Người muốn chết, ngô tử minh nộ không thể thành, cái gì đều mặc kệ, phải đem giang thần cho chém giết. Ai dám sằng bậy, một khí thế bàng bạc như ngọn núi lớn đè xuống, trong nháy mắt đè ép tất cả mọi người. Hạ nhất minh ngửa đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi đến, áo máng bào trên kim long đồ văn ở động, long khí rung động thiên địa. Ai dám đối với giang thần động thủ, chính là đối địch với ta. Làm sư huynh, hạ nhất minh không thể nghi ngờ là hợp lệ. Huyết ảnh hoàng triều hoàng tử, hảo lạ mặt, làm sao xưa nay chưa từng nhìn thấy. Hẳn là tránh né chém mầm hành động, vừa trở về trung tam giới. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhận ra hạ nhất minh thân phận. Hạ hoàng tử, bằng hữu người nói năng lỗ máng, sỉ nhục chúng ta, hôm nay như là không đưa ra bản giao, quyết không bỏ qua. Hỏa chính vũ không sợ hoàng tử, khí thế mười phần, sức mạnh rất cứng. Điều này làm cho ở đây cái khác thiên tài trong lòng đối với hoàng tử kính để giảm bớt không ít. Hoàng tử, cũng là có phân chia, bây giờ huyết ảnh hoàng triều đắc thế hoàng tử, bọn họ đều biết, hạ nhất minh không nằm trong số này các ngươi muốn cái gì bàn giao thần hy thuận miệng hỏi nghe vậy người ở chỗ này nhìn nhau vừa nhìn đan hoàng truyền nhân là nói rõ muốn che chở giang thần thần hy cô nương việc này không có quan hệ gì với ngươi ta cùng hắn có cổ kiếm chi tranh bây giờ lại nói khiêu khích ta nhất định phải đem chém giết tống hạo đối với đan hoàng truyền nhân không có theo đuổi tâm ý cũng không giống những người khác như vậy kiêng kỵ thần hy con ngươi chuyển động không biết đang suy nghĩ gì đã như vậy Ta đến tiếp ngươi một trận chiến." Hạ Nhất Minh hung hăng nói. "Sư huynh, việc này không cần làm phiền ngươi." Giang Thần từ những người này phản ứng nhìn ra Sư huynh tuy rằng thân là huyết ảnh hoàng triều hoàng tử, bất quá uy vọng không cao. Vì hắn ra mặt, càng sẽ gặp nhân nghị luật, nhưng là, Hạ Nhất Minh rất là lo lắng, hắn không giúp đỡ, chỉ có thể hy vọng đan hội. "Không sao." Giang Thần hướng về hắn gật gù, quét về phía trước mặt khí thế hùng hổ các thiên tài cả giận nói, ai trước tiên nói năng lỗ mãng, trong lòng các ngươi nắm chắc, ta chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, nếu không muốn ý lăn, ta đến giúp các ngươi. Nói xong, ngón tay hắn ở hỏa thần giới xoa xoa quá. Đồng thời, một đôi thâm thúy con mắt khóa chặt ở mô tử minh trên người. Muốn đánh gãy ta xương sống lưng thật sao? Tiếng nói còn không truyền ra, nhân liền biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là cực kỳ cực nóng khí tức. Xảy ra chuyện gì, ngô tử minh thần hoàn bên người, coi trời bằng vung, vì là giáo huấn giang thần, cả người sức mạnh càng là động một cái liền bùng nổ. Ở giang thần biến mất thời gian, thần phong hóa thành lợi kiếm, vô giết mà ra. Nhưng mà thế tiến công toàn bộ thất bại, giang thần căn bản không từ trước người mà tới. Không được, ngô tử minh nghĩ đến cái gì, kinh hãi đến biến sắc, thần phong dâng tới sau lưng. Oanh, cũng ở đồng thời, một nguồn sức mạnh đánh về phía phía sau lưng hắn, là giang thần hỏa nắm đấm, thế như trẻ tre, quyền kình hình cùng ngọn núi lớn. Ngô Tử Minh không hề có chút sức chống đỡ, bị đánh bay ra ngoài, xương sống lưng phát sinh lanh lảnh gãy vỡ thanh. Giang thần lần thứ hai hiện thân, ánh lửa sáng lạn, cơ thể rực rỡ, thao thao bất tuyệt sức mạnh ở quanh thân lưu truyền. Đây là con người đêm đó giáo huấn. Giang thần nhìn xuống nằm trên đất Ngô Tử Minh, nhấc chân chính là một cước, đá vào trên mặt của hắn. Ngô Tử Minh kêu thảm một tiếng, miệng uốn lượn, sống mũi lông mày cốt toàn đoạn, dòng máu chảy dòng. Phong linh tộc thần thái không còn sót lại chút gì. Ta, ngô tử minh trong mắt tất cả đều là ác độc, chết nhìn chồng chọc giang thần. Lại nhìn đòi mạng ngươi, giang thần sát khí ngút trời, còn người đen lạnh lẽo, nói động thủ liền động thủ. Làm bừa, giữa lúc lúc này, một luồng đột nhiên xuất hiện tật phong càn quét mà đến, rõ ràng chỉ là một luồng gió, nhưng truyền ra kim thạch thanh âm, không gian đều bị cắt chém. Giang thần biến sắc mặt, này tất nhiên là chân chính cường giả thủ đoạn. Hắn hướng tới bên cạnh né tránh, quái phong cũng không truy kích, cuốn lên địa trên ngô tử minh, lấy lưu quang tốc độ đem hắn mang rời khỏi quảng trường, rời đi thiên thánh thành. Mọi người một chàng thốt lên, biết đây là phong linh tộc đại năng ra tay, cứu vớt chính mình đệ tử. Thật mạnh, người ở chỗ này không nghĩ tới giang thần sẽ xuất thủ trước, hơn nữa còn như vậy tuyệt vời. Các ngươi từng cái từng cái ở trước mặt ta hiển lộ hết ưu việt, đem ta coi làm kiến hôi, ta đến thăm các người mạnh bao nhiêu. Giang thần nhìn về phía còn lại thiên tài, Năm ngón tay nắm tay. Ngông cuồng, tống hạo hét lớn một tiếng, sau lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm tỏa ra, vạn trượng hào quang bay lên. Bảo kiếm sông hướng về bầu trời, lại lấy giang thần vì là mục tiêu, đáp xuống. Bảo kiếm khác nào mặt trời lò lửa, gọi nhân không cách nào nhìn thẳng, mũi kiếm thả ra ngoài uy có thể làm cho thiên địa biến sắc. Thái vũ kiếm đạo, thái vũ trụ nhật kiếm thức, Trời ạ, à, hắn là muốn giang thần tính mạng. Mau lui lại, đột nhiên xuất hiện động thủ còn không để người đứng xem lùi tới đầy đủ chỗ an toàn, nương theo bảo kiếm hạ xuống, người người đều có ngập đầu tai ương cảm giác. Hống, giang thần ngửa đầu gào thét, trong miệng phun ra hừng hực ánh lửa, một con rồng lửa dương nanh múa vuốt, đón nhận bảo kiếm. Một tiếng vang ầm ầm, bảo kiếm cùng rồng lửa trên không trung va chạm, bảo kiếm bị đẩy lùi. Cái gì? Tống Hạo khiếp sợ ở tại chỗ ngạo khí hoàn toàn không có. Ở hắn một lần nữa nhìn về phía giang thần thời gian, chỉ nhìn thấy trước mắt một vệt bóng đen chợt lóe lên, đi tới trước người. Tiếp theo, một nguồn sức mạnh để toàn thân hắn gân cốt đứt từng khúc, nhân như bùn nhão bay ra. Hơn nữa hắn còn trở thành giang thần vũ khí, va chạm khắp nơi chàng thiên tài trên người, để bốn, năm người ngã trên mặt đất gào thét. Tống hảo, không trung truyền đến gầm thét thanh, một ánh kiếm tương thông thiên địa, bao phủ lại tống hảo ánh kiếm sau khi biến mất, Tống Hạo cũng không gặp. Là Tống Hạo sư phụ ra tay, ở đây thiên tài đều là trói mắt tân tinh, ở trung tam giới cất bước không thể không gây bảo vệ. Giang thần công kích đã kinh động bọn họ, bọn họ tại sao không ra tay trấn áp Giang thần. Bất quá dựa theo những này đại năng khí khái, có thể sẽ không như vậy không nói tiếng nào, bị thiệt lớn dẫn người chạy trốn. Bởi vì bọn họ không bắt được Giang thần, rất nhanh, bọn họ nghĩ đến điểm này, kinh động như gặp thiên nhân chạy a à, trên quảng trường thiên tài bị sợ mất mật một tử minh cùng tống hạo không còn sức đánh trả chút nào hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại này không thuộc về sức mạnh của hắn khương chiết nhíu chặt mày ở trong lòng nghĩ đến bỗng nhiên hắn thân thể cứng đờ nhận ra được giang thần ánh mắt không nói hai lời xoay người chạy trốn để chúng ta nhìn ai mới là hố xí tảng đá cùng lúc đó giang thần lần nữa biến mất trước tiên lui lại nói hỏa chính vũ hơi suy nghĩ biết Giang Thần hiện tại không chiêu chọc nổi, dự định chạy mất dép. Người mới vừa nói qua ta cái gì tới, mặc kệ, trước tiên đánh lại nói. Không muốn hắn vừa xoay người, liền nhìn thấy Giang Thần đứng ở trước người. Người không phải đi đuổi Khương Chiết, hỏa chính vũ cả kinh, hướng tới Khương Chiết phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn đã giống con chó chết nằm trên đất. Đối mặt ta, người còn dám nhìn về phía nơi khác. Quay đầu lại, to lớn quyền chính chiếm cứ hắn hết thảy mi mắt chương 812, thiên lôi cướp, thế giới này điên rồi sao, vẫn là ta điên rồi. Mắt thấy tất cả những thứ này nhân ôm đầu mình, không thể tin được tự mình chứng kiến. Hai ngày sau, trung tam giới chấn động, hơn 20 người xông qua đạo cung thiên tài bị giang thần đè xuống đất đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Biết được trong đó có hỏa chính vũ cùng tống hạo hai người thời gian, các nơi chấn động, không thể tin tưởng đây là thật sự, bắt đầu hỏi thăm tường tình. Chết tiệt khương ra, Chờ đã có mặt mày thông qua trung tam giới mỗi cái tổ chức tình báo truyền lúc đi ra, cái kia chút cùng bị đánh thiên tài có quan hệ người đều mắng lên bát thần cảnh Khương gia. Giang thần chém giết thần cơ công tử thời điểm, đã nói tự mình chính là võ đế môn đồ, kinh động toàn bộ trung tam giới. Có thể sau đó Khương gia nói Giang thần vì kia võ đế sư phụ đã sớm không tồn tại ở trên thế gian, không cách nào cho Giang thần mang đến về mặt chiến lực trợ giúp. Vì vậy, mọi người thái độ rồi cùng hạ hầu ra trước sau tương phản như thế. Cũng là hỏa chính vũ những thiên tài này xem thường Giang Thần nguyên nhân. Hiện tại, mọi người biết được Giang Thần ở trên quảng trường mượn dùng chính là võ đế sức mạnh, sợ đến tám lớn linh tộc cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể mà chạy. Đan võ cùng tu trí cao thành tựu A, lại nghĩ tới đan hỏa minh cùng đan hội tỉ thí kết quả, trung tam giới đám người lần thứ hai đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại qua nửa tháng, Bị Giang Thần đánh đau thiên tài trước sau buông lời, nhất định phải cho Giang Thần một bài học. Đặc biệt là Phong Linh tộc Ngô Tử Minh, xương sống lưng bị cắt đứt, dù cho là thân là linh tộc, cũng tính dưỡng hảo nhiều thiên tài khỏi hẳn. Xương Hào chi chiến, lấy mạng của hắn, chính thức luận võ, không được mượn dùng ngoại lực, là giết Giang Thần lớn thời cơ tốt. Mãi mới chờ đến lúc đến Phong Ba bắt đầu lắng lại, lại có một việc khuấy lên trung tam giới Phong Vân. Một tên đến từ hạ tam giới người trẻ tuổi tiến vào nhập đạo cung, xông vào đệ tứ cung, lưu danh 10 vị trí đầu. Nhất thời, trung tam giới trẻ tuổi tất cả đều điên cuồng. Đệ tứ cung thiên tài là cao nhất đội ngũ, 10 vị trí đầu đều là nhân vật nổi tiếng, muôn người chú ý. Vừa bắt đầu, đại đa số người còn tưởng rằng là giang thần, bởi vì hắn đến từ hạ tam giới, võ đế môn đồ. Nhưng rất nhanh, thì có nhân phát hiện đệ tứ cung khắc xuống tên là ba chữ, Ninh Hạo Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn danh tiếng che lại Giang Thần, gây nên tất cả xôn xao. Giang Thần cũng vào lúc này, bắt đầu cuối cùng nỗ lực. Đệ tứ cung sao, chẳng trách dám kiêu ngạo như thế, chờ. Biết được Ninh Hạo Thiên tin tức, Giang Thần rõ ràng hắn lúc trước là có ý gì. Ninh Hạo Thiên thực lực có thể nói bay vọt, cùng Khương Chiết, một tử minh đám người cùng sánh vai. Điều này làm cho Giang Thần đối với đạo cung sản sinh không nhỏ hứng thú, muốn đi thử một lần. Ở trước đó, hắn muốn mượn hai cái báu vật tu hành một quãng thời gian chỉ là bế quan địa điểm để hắn khó có thể lựa chọn tam hoàng cảnh nhân sinh địa không quen cẩn thận ngẫm lại toàn bộ trung tam giới đều không quen thuộc địa phương đan hoàng thành không chỉ có thể xuyên qua vị diện thế giới cũng có phòng tu luyện giang thần công tử nếu như không chê ngay ở ta này bắt đầu đi biết được giang thần buồn phiền thần hy đề nghị giang thần cầu cũng không được Đan Hoàng Thuyền ở trung tam giới nhưng là bị cái các thế lực lớn trọng điểm bảo vệ, không ai dám đến xâm phạm. Chỉ là lại nợ thần hy ân tình, Giang thần lại qua loa sư phụ một chuyện cũng sẽ hổ thẹn. Ân tình chậm rãi còn đi, Giang thần không có lập dị, ở Đan Hoàng Thuyền bắt đầu tu luyện. Điều này làm cho rất nhiều người nghị luận sôi nổi, suy đoán Giang thần cùng thần hy quan hệ. Liên quan với người ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm, Giang thần cũng không biết, hắn chính đang Đan Hoàng Thuyền trong phòng tu luyện. Thần Hy không có nói láo, đan hoàng thành phòng tu luyện so với được với thế lực lớn, là giang thần từ cửu thiên giới bắt đầu, dùng qua nhất tốt đẹp. Hắn đem nguyên thiên thạch thả đang tu luyện thất trên sàn nhà, lập tức phát sinh thần kỳ một màn. Nguyên thiên thạch bỗng dưng bay lên, tỏa ra vô số đạo trùng sáng, đan dệt quấn quanh, kéo dài hướng về phòng tu luyện các nơi. Giang thần cả kinh, không nghĩ tới phòng tu luyện này có như vậy thần hiệu, trực tiếp kích hoạt nguyên thiên thạch sức mạnh, bớt đi hắn không ít thăm dò thời gian hắn ngồi xếp bằng cảm ứng nguyên thiên thạch hàm nghĩa nguyên thiên thạch tài nguyên tu luyện bên trong bảo vật hiếm có có minh tâm rõ ta minh đạo thần hiệu trong đá huyền diệu sẽ chỉ dẫn một người phương hướng mà phương hướng này đi về thần đường thông tục tới nói nguyên thiên thạch sẽ làm một người tìm tới tu luyện tới võ thần đạo lộ này cùng tự thân thiên phú cũng là cùng một nhịp thở cứ việc tồn tại một cái phế vật thông qua nguyên thiên thạch cũng có thể đạt đến võ thần lời giải thích có thể cần nguyên thiên thạch e sợ muốn lấp kín toàn bộ cửu giới, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Nho nhỏ một khối nguyên thiên thạch, giang thần không hy vọng sẽ có thần đường, có thể tác dụng ở thiên tôn ba cảnh liền có thể. Ở tự thân cùng nguyên thiên thạch cảm ứng từ từ dung hợp thời gian, giang thần hai mắt nhắm có thể nhìn thấy con người ở động, trong đầu biến hóa vạn ngàn, vô số ý nghĩ ở va chạm. Của hắn không chút tí vết thần thể phát sinh phản ứng, liệt hỏa bay lên, muốn không phải viêm đế y vật, lại sẽ trở nên cả người tinh quang. Cắm rễ ở trong người cửu tiêu thần mạch cũng sản sinh kỳ dị rung động. Thần thể, thần mạch, giang thần như là vô ý thức đọc thầm hai cái từ. Nguyên thiên thạch gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, tự thân to lớn nhất lá bài tẩy, là này hai hạng. Dị hỏa, kiếm đạo đều là giải thích này hai hạng sức mạnh to lớn thủ đoạn. Tự thân, mới vừa rồi là mạnh nhất, nhân loại, là nhỏ yếu nhất chủng tộc. Thế nhưng, Chính bởi vì chúng ta trời sinh không có thứ gì, cho nên mới có thể điều động tất cả. Một câu câu nói từ hắn trong miệng nói ra, Giang Thần từ ngồi biến thành đứng tư. Cùng lúc đó, Đan Hoàng thuyền bầu trời, nguyên bản bầu trời trong trẻo, đột nhiên mây đen nằm dày đặc, lôi thanh cuồn cuộn. Đan Hoàng thuyền vẫn như cũ còn ngừng ở Thiên Thánh Thành, bên trong thành người đi tới phố lớn ngõ nhỏ, Trương nhìn lên bầu trời, đối với này khác thường khí trời cảm thấy không rõ. Đột nhiên, màu bạc soi sáng thiên địa, ngân hà giống như thiểm điện nương theo tiếng ầm ầm hạ xuống, hướng về đan hoàng thuyền đánh tới. Đan hoàng trong thuyền bộ truyền đến năng lượng vận chuyển vang trầm, sức mạnh phòng ngự hóa thành quang thuẫn. Nhưng mà đối mặt sấm sét hào không tác dụng, bị dễ dàng xuyên qua. Đan hoàng thuyền kịch liệt lay động, bắt đầu xuất hiện nghiêng. Nhưng này xa còn lâu mới có được kết thúc, lôi vân không chỉ có không có tản đi, trái lại càng ngày càng khuếch đại, một mảnh đen kịt, bao trùm cả tòa thành. Đây tuyệt đối không phải phổ thông sấm sét, kiếp lôi sao? Chẳng lẽ có nhân ở Thiên Thánh thành đột phá đại tôn giả? Này không phải hại người sao? Ở nhiều người địa phương đột phá. Không phải, cái kia không phải kiếp lôi, là thiên lôi, cũng không đúng, không phải phổ thông thiên lôi. Có nhân nhìn ra cái gì, nhưng tựa hồ là quá xa xưa sự tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm tới thích hợp cách gọi. Nghĩ tới, là thiên lôi cướp, không phải là lôi kiếp sao? Chỉ có đạt đến đại tôn giả sau đó, đột phá cảnh giới mới sẽ cùng lôi kiếp có quan hệ chứ. Đúng vậy, bởi vì một người tu hành muốn chiếm dụng vô số tài nguyên, thiên địa không cho, đột phá sẽ có lôi kiếp, thế nhưng vượt qua giả đều sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa. Bên trong thành nhân mồm năm miệng 10, cũng không nói ra được đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, đạo thứ hai thiên lôi cũng phải hạ xuống. Giữa lúc đan hoàng thuyền muốn chịu đựng ngập đầu tai ương thời điểm, một bóng người từ trung phi ra cấp tốc hướng về ngoài thành mà đi. Thiên lôi theo di động, mục tiêu chính là người này. Giang thần, cảnh giới của hắn cùng thiên lôi có thể có quan hệ gì? chương 813, dị tượng thiên lôi. Giang thần đi tới ngoài thành, thiên lôi kiếp cũng theo đến. Này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a à. Hắn đã từ tìm hiểu trạng thái bên trong tỉnh mộ lại, nếu không thì sẽ bị thiên lôi kiếp tươi sống đánh chết. Vô hà thần thể cùng thần mạch triệt để dung hợp, hình thành độc nhất vô nhị cửu tiêu thần thể, lại sẽ đưa tới thiên lôi kiếp. Giang thần không biết nên nói cái gì, tất cả những thứ này không phải nguyên thiên thạch tạo thành, là nguyên thiên thạch để hắn tìm tới phương hướng, hiểu ra bản tâm, muốn lấy cửu tiêu thần thể chứng đạo. Ai biết thiên địa không cách nào khoan dung nhân vật như vậy, hạ xuống thiên lôi kiếp. Không kháng nổi đi, sẽ biến thành cho bụi, ầm ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi dục ra dục dịch, sức mạnh cuồng bạo để vạn vật khủng hoảng giang thần vị trí dãy núi bách thú chạy chối chết không dám ở lâu đồng thời từ thiên thánh thành bên trong bay tới vô số đạo quang ảnh đều là đến nhìn giang thần độ kiếp người thần hy cũng ở trong đó đan hoàng thuyền đã trúng đệ một tia chấp trực tiếp báo hỏng không cách nào tiếp tục sử dụng cái tên này đến cùng làm cái gì a à, làm sao sẽ chịu đựng lôi kiếp coi như là đạt đến đại tôn giả vừa bắt đầu cũng không biết xúc động lôi kiếp a à lẽ nào là hắn tu luyện tà pháp, ông trời nhìn không được. Các loại thuyết pháp đều có, cách hơn ngàn dặm khoảng cách, ngóng nhìn lẻ loi chữ đứng ở đó giang thần. Trong nháy mắt, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Trời à, hổ hình thiên lôi, hắn lại xúc động dị tưởng thiên lôi. Đó là nói ánh bạc óng ánh thiên lôi, nhìn kỹ, cực kỳ giống một con mãnh hổ đập xuống đến. Dị tượng thiên lôi, cao hơn đột phá đại tôn giả thời điểm kiếp vân, có thể tưởng tượng được người ở chỗ này có bao nhiêu chấn động. Giang thần không có ngồi chờ chết, vận chuyển thần thuật, đón nhận thiên lôi, xoay vòng nắm đấm đánh ra đi, giã tính 10 phần. Thiên lôi hạ xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể hắn cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ. Như cùng một người ở thác nước hạ tu hành, chịu đựng dòng nước từng lần từng lần một dội rửa. Giang thần nhân ở thiên lôi bên trong, cũng giống như vậy, chỉ là càng thêm nguy hiểm cùng chí mạng. Thiên tôn không thể chịu đựng được dị tưởng thiên lôi. Hắn đến cùng là làm sao xúc động mọi người đối với của hắn hiểm cảnh không cảm thấy bất ngờ chỉ là không làm rõ được ông trời tại sao làm khó dễ một cái tiểu tiểu thiên tôn hắn chịu đựng có người đột nhiên thét to hổ hình thiên lôi đúc mà xuống giang thần vẫn không có ngã xuống chỉ là cả người liều lĩnh khói trắng thân thể của hắn là mạnh bao nhiêu này đều không có chuyện gì sao hắn nắm giữ thần thuật trình độ nhất định trung hòa thiên lôi các ngươi mau nhìn mọi người ngẩng đầu nhìn lại hoảng sợ phát hiện thiên lôi kiếp vẫn không có tiếp thu, hắc vân bên trong lôi điện chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Cần phải như vậy phải không? Giang thần nhịn xuống không chửi ầm lên, hắn chưa từng có từng làm đuối lý sự, không nghĩ tới sẽ bị liên tục xét đánh. Thiên đạo vô tình, không để ý hắn nghĩ như thế nào, đạo thứ ba thiên lôi lần thứ hai hạ xuống. Long hình thiên lôi, lần này, ở đây đại năng đều giật mình, thiên thánh thành hỏa hổ tàng long, thiếu không được đại tôn giả cường giả. Những cường giả này đạt đến đại tôn giả hậu kỳ, cũng không hưởng dụng quá long hình thiên lôi. Sông cung hồ tuyệt nhiên không giống, ngân long có tới trăm trượng, mặt ngoài ánh sáng lóng lánh, thuần túy hùng hồn, cho nhân cực cường lực sung kích cảm. Phá không mà xuống, bổ chúng giang thần thiên linh cái. A, à, cơ âm gì không kìm lòng được nắm chặt miệng, thân thể run run. A a a, thiên lôi bên trong truyền đến giang thần tiếng hô, hắn không có đi vào khuôn phép, cả người sức mạnh đều dùng tới bao quát rất lâu chưa từng dùng long tượng công. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thần thuật, cửu tiêu thần lôi quyết. Hắn khổ sở chống đỡ, mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi. Cơ thể rất nhanh bị lôi điện xé rách, xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, nhưng không thấy máu chảy ra, bởi vì huyết trực tiếp bị thiên lôi bốc hơi lên đi. Của hắn người như tao ngộ nạn hạn hán bùn đất, khô héo dạn nứt. Thân thể của hắn đang thu nhỏ lại, không, là hắn đang bị thiên lôi nuốt chừng. Đầu tiên là huyết nhục, lại là gân cốt cuối cùng cái gì đều không biết còn lại không ít người chú ý tới nhìn ra đây là giang thần muốn độ kiếp thất bại trở thành cho bội dấu hiệu hắn đến cùng là làm cái gì mới sẽ như vậy một cái thiên tôn mạnh mẽ chống đỡ một đường dị tượng thiên lôi đã là chuyện lạ cũng như mọi người dự liệu như vậy giang thần huyết nhục đang không ngừng bị thôn phệ trở nên gầy gò ngay ở bạch cốt lộ ra một khắc đó chín đạo kim quang từ thân thể bốc lên chống lại lực cắn nuốt thần mạch giang thần một lần nữa tỉnh lại lên toàn lực vận chuyển thần thuật hắn đúng là thiên tôn sao long hình thiên lôi hạ kim quang hộ thể giang thần dáng vẻ trang nghiêm hoàn toàn không giống như là thiên tôn có thể làm ra đến động tĩnh muốn thành công long hình thiên lôi đã thấy đáy giang thần vẫn không có ngã xuống cuối cùng long hình thiên lôi cuối cùng một tia tiêu tan kim quang cũng đều biến mất giang thần ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích nhìn qua giường như thây khô đáng sợ thiên lôi kiếp đến đây là kết thúc, lôi vân bắt đầu tản đi. Đã chết rồi sao, mọi người chậm rãi tới gần, nhìn xung quanh giang thần tình huống. Đột nhiên, giang thần ngẩng đầu lên, sợ đến người hướng phía sau lùi lại. Cùng lúc đó, giang thần thân thể bắt đầu khôi phục, nhìn thấy mà giật mình vết rách bốc lên hào quang óng ánh, nhanh chóng khép lại, khô quát ra rẻ một lần nữa nhô lên. Chẳng được bao lâu, Giang thần giống cái người không liên quan đứng lên đến. Không giống chính là, hắn nhìn qua đã có đệ tứ cung thiên tài khí thế không có hỏa vân cũng không có thần hoàn càng không có lóa mắt kiếm khí có chỉ là đại đạo tự nhiên cho nhân thanh tú cảm giác người hiền lành tóc dài phấp phới thật hùng hồn thân thể trời ạ à, toàn bộ người dồi dào như mặt trời hắn vẫn là người sao bất quá ở động dùng thần thức quan sát hạ giang thần lại là không hề thay đổi không chút tì vết cửu tiêu thần thể đại thành lại vượt qua thiên lôi kiếp là thoát thai hoán cốt, chất bay vọt. Trong lúc đi, Giang Thần có gan đạp phá non sông cảm giác mạnh mẽ, trong cơ thể sức mạnh khác nào sẽ không làm khô cội nguồn. Hắn hiện tại thân thể, so với được với thần binh lợi khí. Giang Thần nghĩ thầm, cảnh giới bất biến, thần hải sức mạnh cũng không được đến bất kỳ tăng lên, có thể sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Đây chính là nguyên thiên thạch công hiệu, cũng là Giang Thần thiên phú tuyệt vời, nho nhỏ một khối nguyên thiên thạch, chỉ dẫn xuất thần đường ta cần càng nhiều nguyên thiên thạch, Giang thần nghĩ thầm. Như vậy tiểu một khối liền có hiệu quả như thế, Giang thần làm sao có thể không động lòng. Các vị, có thể tản đi, nhìn không chung một đám kẻ tò mò, Giang thần nói một câu, đi tới thần hy trước mặt. Đan hoàng thuyền Giang thần san cười một tiếng, có chút trột dạ. Người muốn bồi, thần hy nhe răng nở nụ cười, đánh gãy hắn, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như là muốn đem Giang thần ăn thịt, để hắn không chịu được đùa giỡn đan hoàng thuyền sẽ tự mình chữa trị thần hy nói nói bất quá người phải nói cho ta xảy ra chuyện gì tự nhiên giang thần gật gù nhìn thấy tất cả kết thúc ở đây đại năng lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đuổi theo hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ cùng giang thần không quen như vậy chuyện bí mật người xa lạ không tiện mở miệng bất quá bọn họ tin tưởng sau khi tin tức truyền ra sẽ có kiến thức rộng rãi nhân đưa ra đáp án Chương 814, người truyền thừa. Giang Thần khẳng định là tu luyện tà pháp, chọc giận trời xanh, hạ xuống lôi phạt. Nói không chắc hắn nắm giữ khoáng thế kỳ công, mới sẽ thiên tôn cảnh giới xúc động thiên lôi. Cổ sử ghi chép, lôi kiếp chỉ là bởi vì tự thân quá mạnh, trời xanh lấy cân bằng chi đạo, thử thách người tu hành. Hiện tại Giang Thần, rất là bất phàm, các loại thuyết pháp đều có, mọi người tranh luận không ngớt, còn có nhân hoài nghi thật giả. Muốn không phải giang thần đánh chạy quá hỏa chính vũ những thiên tài đó, không ít trẻ tuổi đều sẽ không nhịn được chạy tới thỉnh giáo. Giang thần cũng muốn tìm nhân đánh một trận, không nhờ vào thần hỏa giới, nhìn không chút tì vết cửu tiêu thần thể mạnh bao nhiêu. Tiểu tử, người đang đùa với lửa, viêm đế không hề có điểm báo trước xuất hiện, dị tưởng thiên lôi kiếp động tính như vậy lớn, muốn không bị kinh động cũng không được. Độ kiếp thời điểm, giang thần thu hồi thần hỏa giới, nhẫn hoàn hảo giang thần không biết hắn chỉ chính là cái gì thiên đạo cân bằng người ở đánh vỡ sự cân bằng này đi ngược lên trời tự tìm khổ ăn viêm đế lại nói ta không hiểu giang thần nói nói người hiện tại rất mạnh có thể đột phá lực cản cũng sẽ càng to lớn hơn thiên đạo không biết cho phép ngươi trưởng thành viêm đế nói nói ngươi biết ta tình huống bây giờ sao giang thần đối với thuyết pháp này rất hoài nghi nhận vì hắn đang hù dọa tự mình ngươi người mang thần mạch lại có thiên phượng máu có thể ngươi không nên đem hai người dung hợp sáng tạo ra loại thể chất này viêm đế nói thẳng giang thần cả kinh giờ mới hiểu được viêm đế không phải đang nói linh tinh vội vã hỏi dò tình huống cặn kẽ tổn có thừa bổ không đủ chính là thiên đạo ngươi trở thành loại thể chất này muốn chiếm dụng vô số tài nguyên nếu như không có đoán sai ngươi sau đó mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ có thiên lôi kiếp đột phá lớn cảnh giới thời điểm Tiếp lôi tuyệt đối sẽ đem đại địa đánh xuyên. Mặt khác, người cần thiết tài nguyên cũng sẽ tăng lên gấp bội, lại như là động không đáy. Nói tới chỗ này, viêm đế lướt mắt nhìn hắn, nói, người từ thiên tôn sơ kỳ tu luyện tới thiên tôn hậu kỳ độ khó có thể so với người khác đạt đến võ hoàng, người rất có thể cả đời đều là thiên tôn. Như vậy khoách đại, giang thần vẫn là không tin, thiên đạo thật sự tồn tại. Vẫn là vô năng giả vì chính mình tìm lý do. Kha kha. Các ngươi người trẻ tuổi một bầu máu nóng, tín ngưỡng mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, mà khi ngươi không ngừng trưởng thành, liền sẽ phát hiện mình vi phạm không được mảnh trời này. Viêm đế không có cùng hắn tranh luận, loại thái độ này cũng nói hắn nói tới có bao nhiêu tàn khốc. Giang thần còn muốn hỏi dò càng nhiều, Viêm đế lại lần nữa trở lại thần hỏa giới bên trong, cũng không biết cố ý chạy đến nói lời này là có ý gì. Không khỏi, Giang thần rơi vào trong trầm tư, đầy mặt nghiêm nghị. Cũng không lâu lắm, hắn hất cầm lên, diêu nhìn phương xa, vẻ mê man biến mất. Đi về võ thần đạo lộ xưa nay đều không phải dễ dàng, nếu thuận buồm xuôi gió, cũng không biết có vẻ cao quý. Nguyên thiên thạch chỉ dẫn như vậy con đường này, cực kỳ gian nan, nhưng cũng phải đi tới đáy. Huống chi, cũng như viêm đến nói, không chút tì vết cửu tiêu thần thể loại thể chất này rất mạnh. Hắn chạy đến chỗ không người, hai tay xuất hiện phần thiên yêu viêm. Đệ tứ chuyển, Đệ nhị chuyển còn không trưởng nắm hắn trực tiếp mở ra đệ tứ chuyển, hậu quả không cần nghĩ cũng biết thất bại. Nổi khung phần thiên yêu viêm cái thứ nhất thương đến chính là hắn tự thân. Có thể phần thiên yêu viêm không cách nào trọng thương của hắn cửu tiêu thần thể, chỉ là tạo thành không nặng vết thương. Đệ tam chuyển, Giang Thần lùi mà cầu thứ, hạ thấp phần thiên yêu viêm uy lực. Lần này, phần thiên yêu viêm như ngựa hoang mất cương, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế. Đang lúc này, thần hỏa kinh có ngộ hiểu Đánh đau một đám thiên tài tiêu hao hỏa vẫn thiên thạch dùng đến giang thần đạt đến điểm giới hạn Tinh hỏa thiên, luyện thành Giang thần đại hỷ vọng ngoại Trong tay ngừa hoang từ từ dịu ngoan hạ xuống Hắn ấn một cái ra Yêu viêm từng vòng đánh ra đi Một tòa bãi đá bị phá hủy Cùng khương ra cái kia con ma đen đuổi mở ra đệ tam chuyển không giống Có thần hỏa kinh tồn tại Hai người không thể giống nhau Nhanh như vậy liền hoàn thành tinh hỏa thiên Cũng là người loại thể chất này có thể không gì kiêng kỵ sằng bậy. Viêm đế xuất hiện lần nữa, lẽ ra nên vì là giang thần thành tựu cao hứng, có thể nghĩ đến thể chất của hắn, lại là bất đắc dĩ thở dài. Đại tôn giả đều rất có thể đạt đến, võ đế càng là xa xa khó vời, làm sao được hắn truyền thừa. Viêm đế, người không cần như vậy, ta đã rất muốn rõ ràng, đem này điều đường đi xuống. Giang thần không có lời nói hùng hồn, có chỉ là một viên bình tĩnh tâm. Nếu như người đi tới đấy, Vậy thì là võ thần, ngoại trừ cửu thiên huyền nữ, lại trước võ thần đều sắp bị người quên lãng. Viêm đế thở dài nói, cửu thiên huyền nữ biến mất ngàn năm, phi thường dài lâu, nhưng cũng là so ra. Căn cứ cổ sử ghi chép, mỗi cái võ thần sinh ra, ngắn nhất khoảng cách cũng là vạn năm. Lại có một tên người thừa kế của ta đi tới vùng thế giới này, cách người không xa, dựa theo người truyền thừa quy củ, ta không biết hiện thân, thần hỏa giới uy lực cũng không thể dùng để trên người đối phương. Viêm đế đột nhiên nói, Giang Thần hảo hồi lâu mới phản ứng được, hắn sờ sờ thần hỏa giới, năng lượng khởi nguồn là hỏa vẫn thiên thạch cùng phần thiên yêu viêm, có thể đem hai người hóa thành vô cùng sức mạnh, vẫn là thần hỏa giới mặt trên linh văn. Loại kia linh văn là Giang Thần không cách nào mô phỏng theo, cảnh giới không có đạt đến trình độ đó. Viêm đế trở về đến thần hỏa giới, đồng thời, thần hỏa giới cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác. Thiên thánh thành vị kia người truyền thừa ngay ở thiên thánh thành. Giang thần cảm thấy bất ngờ, này cũng không tránh khỏi quá khéo. Hắn trở lại thiên thánh thành thời điểm, liền nhìn thấy chính đang tu sửa đan hoàng thuyền có mấy cỗ mạnh mẽ khí tức. Thậm chí ở hắn lúc vào thành, bị một luồng mạnh mẽ thần niệm cho khóa lại, chính là đến từ đan hoàng thuyền. Thần hy cô nương sẽ không xảy ra chuyện chứ. Giang thần không xác định tình huống, nghĩ tới nghĩ lui, đi tới đan hoàng thuyền phía dưới, bay đến trên thuyền từ đâu tới cả trớn cút xuống cho ta đan hoàng thuyền là ngươi có thể đến sao còn không đứng vững có một cái thanh âm chói tai truyền đến giang thần bất ngờ chính là nói chuyện chính là cái tám chín tuổi nam hài nhìn cái gì vậy lại nhìn đem ánh mắt ngươi đào móc ra nam hài cái kia trương tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt cực kỳ kiêu căng đen kịt có thần con mắt tràn đầy xem thường võ tôn giang thần giật mình chính là cái này bé trai cảnh giới đã đạt đến võ tôn nói chuyện cùng ngươi, ngươi là người điếc sao? Nam Hải trầm giọng quát lên. Trừ hắn ra, Giang Thần còn chú ý tới trên thuyền xuất hiện không ít người xa lạ, có người chú ý tới bên này, đều là xem trò vui dáng vẻ. Lại dám không nhìn ta, ngươi tính là thứ gì? Nam Hải tâm tính còn không kiện toàn, cũng không tuổi tác nên có tính trẻ con. Nhìn thấy Giang Thần không nhìn tự mình, thả người nhảy một cái, vào tới Giang Thần trước người, bàn tay nho nhỏ không chút lưu tình hướng trên mặt hắn đánh tới đứa nhỏ, trở lại bú sữa đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Giang thần không nghĩ tới hắn còn dám động thủ, tiện tay một trường vỗ ra. Không được, Giang thần công tử nhanh ngừng tay. Chính vào lúc này, thần hy bước nhanh chạy tới, tiêu vội kêu lên. Giang thần hơi nhướng mày, nghĩ thầm thằng bé này chẳng lẽ là thần hy cô nương đệ đệ. Hắn thu hồi trưởng kinh, kinh lực trở nên nhu hòa, đem nam hải tre ở 5 mét ngoài. Đi chết, Nam Hải không có cảm kích hắn thu tay lại, trái lại đầy mặt oán độc, trong tay xuất hiện một cái khéo léo cung tên. Chương 815, Đãng Thần cung, kinh lực nỗ ở Nam Hải trên tay đều có vẻ bỏ túi, mũi tên cũng là một ngón tay độ dài. Giang Thần biểu hiện rất nghiêm nghị, tỏa ra hàn quang mũi tên tràn ngập cảm giác nguy hiểm, bị khóa chặt sau, cả người nổi da gà đều đi ra. Veo, Nam Hải kéo cò súng, mũi tên chợt lóe lên, bắn về phía Giang Thần mặt thế ngàn cân treo sợi tóc, giang thần tay phải hướng tới trên mặt chặn lại, bàn tay sấm sét đan dệt thành cứng rắn vòng bảo vệ, lại là vô hà thần thể, vẫn như cũng bị mũi tên này cho bắn thủng. giang thần trao mày không tha, mũi tên bắn thủng một nửa dừng lại, vết thương nhìn nhìn thấy mà giật mình, hắn dĩ nhiên ngăn trở đáng thần cung một mũi tên. trên thuyền những người xa lạ kia thấy cảnh này đặc biệt kinh ngạc. nam hải vốn là đầy mặt cười gần, có thể thấy không kết thúc giang thần tính mạng, nụ cười cứng đờ tiếp theo rất buồn bực một lần nữa cải tên giang thần lạnh rên một tiếng vào tới trước người đối phương cự lực đem nam hải đánh bay ra ngoài không chờ nam hải rơi xuống đất giang thần thân thể hơi động bóp lấy cổ của hắn thả ra ta ngươi tên khốn này nam hải trướng đỏ mặt cung tên vô lực từ trên tay té rớt vẫn như cũng không gặp ý sợ hãi thật giống là hắn chịu đến oan ức giang thần năm ngón tay phát lực để hắn nói không ra lời ánh mắt âm lãnh Giang thần công tử, kính xin bình tĩnh. Thần hy chậm rãi bước nhẹ nhàng, biểu hiện căng thẳng, chỉ lo xảy ra chuyện gì. Hắn là em trai ngươi sao? Giang thần hỏi, cái gì? Thần hy sừng sốt một chút, không hiểu hỏi lời này ý tứ. Hắn cùng ngươi quan hệ gì? Giang thần lại nói, thần hy lần này hiểu được, nhẹ nhàng lắc đầu, nói hắn là bằng hữu ta đệ đệ, kính xin. Nói còn chưa dứt lời, Giang thần đã buông tay, nam hài rơi trên mặt đất, kịch liệt ho khan lồng ngực nhanh chóng chập trùng tham lam hô hấp không khí thằng con hoang ta đòi mạng ngươi ngươi dám như vậy đối với ta hắn ngẩng đầu lên oán độc nói đến hiện tại hắn chẳng có chuyện gì ngược lại là giang thần bàn tay phải máu me đầm đìa giang thần không hề nói gì xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ đạo khí cấp bảo kiếm gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi một giây sau những người này tiếng kinh hô dừng lại như là bị nhân chặn lại ít hầu, nói không ra lời. Xích tiêu kiếm điểm ở Nam Hải thần hải vị trí, một thốc yêu dị ngọn lửa phá thân thể mà vào. Nam Hải thống khổ kêu to lên, dưới da có thể nhìn thấy hừng ngực ánh lửa. Số ít người phát hiện ánh lửa dọc theo thần hải, hướng về quanh thân các nơi kinh mạch lan tràn, đến toàn thân phạm vi sau dừng lại. Ngươi, ngươi phế bỏ ta, Nam Hải dừng lại kêu thảm thiết, đầu đầy mồ hôi, mặt đầy oán hận. Giang Thần không chỉ có là phế bỏ tu vi của hắn, còn triệt để để hắn biến thành phế nhân, cả người kinh mạch đều bị đốt cháy, không có trùng tu độ khả thi. 9 tuổi võ tôn kỳ tài ngút trời, trong nháy mắt bị trở thành phế nhân. Số tuổi nho nhỏ như vậy ác độc, phế người tu vi, miễn cho gieo vạ thế nhân. Giang Thần nhổ lòng bàn tay mũi tên, vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Thân thể của hắn là xảy ra chuyện gì a? À? dựa vào thân thể máu thịt ngăn trở đáng thần một mũi tên loại thể chất này thật sự khủng bố hắn đem lý thiên hoa phế bỏ thực sự là gan lớn a hắn biết lý thiên hoa ca ca là ai sao ta nhìn là không biết giang thần nghe được những nghị luận này thanh không phản đối chín tuổi võ tôn ngoại trừ tự thân thiên phú ngoại không thể rời bỏ thế lực lớn vun bón nhưng mà nam hài hành động đổi là người trưởng thành đã sớm bị hắn chém giết giang thần công tử Thần Hy đi tới, truyền thanh nói, người mau chạy đi, không muốn lộ diện, bằng không có ngập đầu tai ương. Giang thần không cần hỏi, cũng biết lập tức sẽ có người giúp Nam Hải ra mặt. Lấy Nam Hải vừa nãy trắng trợn không kiêng rẻ ra tay, người đến sẽ không đem tính mạng hắn để ở trong lòng. Thần Hy cô nương, đan hoàng thuyền tình huống làm sao? Hiện tại là tình huống thế nào? Giang thần không có quên lên thuyền mục đích, trên thuyền thêm ra nhiều người như vậy, trong đó có viêm đế người truyền thừa, hắn không thể không lo lắng. Những người này là biết được đan hoàng thuyền bị trọng thương, không yên lòng, trước đến thăm ta. Thần hy thật không tiện nói nói. Giang thần ngẩn ra, tiếp theo giờ khóc giờ cười, hóa ra là như vậy. Những thứ này đều là thượng tam giới trẻ tuổi một đời sao. Giang thần quét những người này một chút, đại đa số người đều là ở trên cao nhìn xuống, tư thái ngạo mạn, lúc này mỗi người đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như vậy, hắn vị trí gia tộc không thể đi thẳng tới trung tam giới giết ta chứ giang thần nói nói hắn thân là đan hội thiên đan sư chỉ là thân phận này nam hải tương ứng thế lực muốn động thủ sẽ gặp đến ngăn được không cần vận dụng thế lực ca ca của hắn liền ở trên thuyền thần hy nói nói bên cạnh hắn có cao thủ bảo vệ như là ngươi mượn dùng võ đế sức mạnh bọn họ liền sẽ xuất thủ nếu như ngươi không mượn dùng không phải ca ca hắn đối thủ nói tới phần này trên thần hy không nghi ngờ chút nào là đứng ở hắn bên này. Ca ca của hắn rất mạnh sao, Giang thần hiếu kỳ nói, ngươi làm sao một chút đều không lo lắng ha, thần hy thấy hắn lòng hiếu kỳ như vậy trọng, cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, người chung quanh vẻ mặt đều có dị biến, bởi vì một cái tiếng bước chân vang lên. Không được, thần hy cắn răng. Từ trước đến giờ thong dong tự tin nàng cũng không quyết định chắc chắn được. Giang thần đã nhìn thấy người đến, đứng ở trên bậc thang, nhìn xuống giang thần. Đây là một cái bên ngoài nhìn qua bình thường cực kỳ, khí thế hoàn toàn không có nam tử. Mà khi giang thần sử dụng thiên nhãn nhìn lại thời điểm, không từ giật nảy cả mình. Người này khí huyết dồi dào, khác nào thần lô, bao hàm có vô cùng sức mạnh, vượt xa người mang dị thú huyết thống ninh hạo thiên, có cỗ mãnh liệt cuộn trào long khí. Hắn không nói một lời, đứng ở nơi đó, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, muốn đem giang thần cho bắn thủng. Lý Thiên Quần, có nhân không kìm lòng được hô lên tên của hắn, ca ca, nhanh giúp ta chém giết hắn, báo thù cho ta a à. Vẫn ẩn nhẫn Nam Hải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên cạnh hắn. Chuyện đã xảy ra, ta đã biết được, Lý Thiên quần mặt không hề cảm xúc, không gặp tức giận, nhìn về phía Giang thần câu nói đầu tiên chính là, chuyện này, em trai ta có lỗi trước. Chưa kịp nhân phản ứng lại, hắn lại nói, nhưng là ngươi không nên hủy diệt tương lai của hắn, xem ở ngươi là thần hy bằng hiếu tự hủy tu vi, quỳ xuống đến dập đầu, ta thả ngươi rời đi. Ngữ khí của hắn không phải thương lượng, là ở mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có thể nghe ra hắn đã nhượng bộ, không có giết giang thần là một loại khai ân. Ta không chém giết của ngươi đệ đệ, cũng là bởi vì thần hy cô nương. Giang thần trả lời để đan hoàng thuyền rơi vào vắng lặng bên trong. Lý Thiên Quần rất quá đáng, nhưng hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy giang thần lãng phí một lần đáng quý mạng sống cơ hội như vậy lý thiên quần bước chân từ bậc thang đi tới mỗi một bước đan hoàng thuyền đều đang lay động lên trời xuống đất không ai có thể cứu ngươi hắn khẩu khí vẫn như cũ bình thản có thể tràn ngập sát cơ thần hy để qua một bên đi thôi hắn liếc nhìn đan hoàng truyền nhân dặn dò cùng trung tam giới thanh niên tuấn kiệt không giống thượng tam giới người và thần hy tương giao đều là ngang hàng lý công tử đây là một chuyện hiểu lầm, là em trai ngươi trước tiên muốn tính mạng người. Thần Hy khổ sở nói, em trai ta sai rồi, thế nhưng không ai có thể động. Lý Thiên Quần lại nói, chương 816, Thánh Thể, này loại lời giải thích Giang Thần nghe qua rất nhiều lần. Không giống địa phương ở chỗ Lý Thiên Quần nói tới rất thản nhiên, không giống những người khác quanh co lòng vòng, nghe nhìn lẫn lộn. Vì vậy, hắn muốn so với những người khác càng thêm vinh váo hung hăng. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh để ta nhìn ngươi một chút ngạo khí đến từ đâu giang thần nói nói chuyện như vậy ngộ hơn nhiều hắn đều nhanh tổng kết ra kinh nghiệm đến nhiều lời vô ích nắm đấm càng có sức thuyết phục lý thiên quần thiên tôn trung kỳ cảnh giới không thể so cái kia chút để tứ cung thiên tài yếu trái lại còn muốn càng mạnh hơn giang thần thần hy không biết nên nói cái gì vẫn như cũ đứng ở giữa hai người không có tránh ra thần hy cô nương ngươi không nên tự trách động thủ thời điểm ta đã hiểu rõ. Giang thần hướng về nàng nói nói, hắn chính là cái kia giang thần, thiên tôn cảnh giới xúc động dị tưởng thiên lôi, trọng thương đan hoàng thuyền. Nghe người ta nói hắn vẫn là võ đế đồ đệ, lần trước mượn võ đế sức mạnh quét ngang hàng đầu thiên tài. Chẳng trách hắn không có sợ hãi, người trên thuyền nghĩ đến cái gì, bọn họ vừa tới trung tam giới không lâu, nhưng là liên quan với giang thần sự tình đã nghe nói qua. Võ đế môn đồ, xác thực nên có ngạo khí như vậy. Dù cho ngươi là võ đế môn đồ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lý Thiên Quần nhẹ nhàng lắc đầu, không có vì vậy dao động. Môn đồ, không phải đồ đệ, là có thể chém giết. Lý Huynh, người yên tâm hảo, hắn cái này võ đế môn đồ, chỉ là một khối hù dọa nhân bảng hiệu, không cần phải lo lắng võ đế sẽ hiện thân. Giữa lúc lúc này, lại có người đi ra, cũng là có thể cùng Lý Thiên Quần cùng sánh vai thiên tài cường giả. Là cái môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sao thanh niên da rẻ so với nữ nhân còn muốn trắng nón có một tấm cho nhân kinh diễm cảm giác bàng có thể làm cho tuyệt thế mỹ nữ đố kỵ mỹ nam tử đáng tiếc chính là vóc người tầm trung tịnh không cao lớn nhân như đưa thân vào liệt hỏa bên trong ánh lửa hộ thể khí diễm rừng rực giang thần chú ý tới trên tay hắn cũng có một viên thần hỏa giới ta cùng hắn đều là đồng nhất cái võ đế môn đồ vì lẽ đó ta rất rõ ràng võ đế ngươi chính là mời tới thánh địa đại năng đem hắn chém thành muôn mảnh võ đế cũng không sẽ ra mặt trả thù hắn chắc chắc nói mọi người tất cả xôn xao điều động đại năng tiêu diệt võ đế môn đồ võ đế đều sẽ không tức giận chỉ có giang thần biết lời này không giả đối phương cũng chính là hắn muốn tìm viêm đế mặt khác một vị người truyền thừa viêm đế truyền thừa chỉ chừa cho một người vì vậy người truyền thừa trong lúc đó tất có sinh tử đại chiến lý huynh nếu như có thể để ta ra tay đi ta chém giết hắn không biết có bất kỳ tai hại. Hắn bước ra một bước, nhìn như chậm chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Lý Thiên Quần mặt không biến sắc, lạnh lùng nói, không cần. Vậy cũng tốt, nhưng có một chuyện, hắn chết đi sau, chiếc nhẫn kia có thể cho ta không? Người truyền thừa khẽ mỉm cười, nói chính là giang thần trên tay nhẫn, đồng thời nâng từ bản thân tay phải, khiến người ta nhìn rõ ràng tự mình thần hỏa giới. Hắn muốn nói cho Lý Thiên Quần nhẫn trong lúc đó có liên quan, không phải đưa ra vô lý yêu cầu có thể lý thiên quần suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng đa tạ lý huynh người truyền thừa nụ cười càng thêm sán lạn lại là bước ra huyền diệu bộ pháp trước mắt mọi người một hoa mất đi của hắn hình bóng một giây sau hắn cùng thần hy xuất hiện ở phía xa thần hy cô nương chuyện này không có quan hệ gì với ngươi tùy ý phát triển đi người truyền thừa nói nói Thần Hy buồn bực hắn không để ý tự mình đồng ý dẫn nàng rời đi, nhưng cũng biết người này tính cách chính là như vậy, không có phát tác. Đan Hoàng Thuyền không chịu nổi phá hoại, ta đi ngoài thành giết ngươi. Lý Thiên Quần liếc mắt nhìn hắn, rời đi Đan Hoàng Thuyền, hướng về ngoài thành mà đi. Ngươi sẽ rất thảm, Nam Hải rêu rao lên, về nhà bú sữa đi, tĩnh dưỡng hảo trở lại. Giang thần chào phúng một câu, ngươi, Nam Hải đáng ghét nhất người khác nói cái này, đặc biệt là ở hắn cảnh giới bị phế đi sau nhưng mà hắn bây giờ liền đáng thần nỗ đều không thể dùng tới này là ai a à, lại ở thiên thánh thành phi hành thiên thánh thành quy củ lại nhiều lần bị người đánh gãy nhìn thấy lý thiên quần lên đỉnh đầu bay qua thiên thánh thành đám người đều rất khó hiểu hơn nữa người này nhìn qua rất xa lạ cũng không có mặc áo mãng bào không giống như là huyết ảnh hoàng triều người một mực thiên thánh thành không có đứng ra ngăn cản mở một con mắt nhắm một con mắt. Mọi người lại nhìn thấy Giang thần cũng ở bay đi cùng một phương hướng. Tiếp theo, thần hy mang theo trên thuyền người xa lạ theo ở phía sau. Có náo nhiệt nhìn, kẻ tò mò sáng mắt lên, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành. Chọn xong tự mình chôn thây chỗ sao, đi tới ngoài thành, Lý Thiên Quần trong mắt hẳn ý bức người, lạnh lẽo thấu xương. Thật muốn nhìn một chút thượng tam giới thiên tài là miệng lưỡi lợi hại, vẫn là thực lực mạnh thịnh giang thần diếu diễu nói lời này cơ hồ đem theo thần hy mà đến những người kia toàn đều đắc tội tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng nếu như hắn từng nghe nói lý thiên quần lợi hại đã sớm tẻ ra quần thánh địa thánh thể là hắn có thể như vậy làm càn sao đứng ở tại bọn hắn góc độ giang thần bất quá là ra tay giáo huấn quá thân là võ tôn cảnh giới nam hài không đáng giá được nhắc tới cho tới trước chiến tích cũng bất quá là mượn ngoại lực há có thể cùng Lý Thiên Quần đánh đồng với nhau. Có thể cùng Lý Thiên Quần có giao thủ cơ hội, đã là vinh hạnh, dù cho là chết đi. Ngươi sẽ biết, Lý Thiên Quần không nhúc nhích nộ, chỉ là đem giang thần xem là là vô tri Chờ đến ý thức được tranh lệch thời điểm, hắn muốn nhìn một chút giang thần sẽ là cái gì mặt. Khai chiến đi, rước tiếng, Lý Thiên Quần hai tay nắm tay, cuộn trào sức mạnh bộc phát ra, phía sau xuất hiện đồ sộ dị tượng, sóng thần ở trên trời bao phủ, muốn nhấn chìm thiên địa. Như vậy dị tưởng, người này nên là mạnh bao nhiêu a à? hắn là ai? Từ thiên thánh thành cùng đi ra người xem náo nhiệt môn tự mình chấn kinh rồi. Lý thiên quần sơ nhìn qua thường thường không có gì lạ, thêm vào xa lạ, bọn họ còn tưởng rằng là một cái nào đó không đáng chú ý nhân vật. Ai biết chăm chú lên như vậy tuyệt vời. Dị tưởng là tự thân sức mạnh ở bên ngoài biến ảo thành hình, càng là mạnh mẽ, càng là đồ sộ. Lý thiên quần bày ra kinh thiên sóng thần dị tưởng nói cho thiên thánh thành đám người hắn mạnh bao nhiêu. Lý Thiên Quần trước tiên phát động đánh giết, song quyền lật đổ Hoàng Long, gọn gàng dứt khoát. Sức mạnh bùng lên có thể so với thần binh chiến xa, sông tới mà đến, có thể đem một ngọn núi cho làm đổ. Hí, người không quen thuộc càng bị sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng này đúng là thiên tôn có sao, ngay ở mọi người nghĩ như vậy thời điểm, giang thần chủ động nghênh đón. Tên ngu ngốc này, nam hài bị người cõng lấy, nhìn thấy Giang Thần tự tìm đường chết, liên tục cười lạnh. Hắn là muốn cùng Lý Thiên Quần đối với quyền, những người khác chú ý tới Giang Thần đồng dạng là nắm chặt song quyền. Dầm một tiếng, nắm đấm đối với nắm đấm đụng vào nhau, tạo thành chấn động cơ hồ để vùng hư không này sụp đổ. Cái gì, hai người không có phân ra cao thấp, hỗ không thoái nhược, hai tay bắp thịt nhô lên, xét ở man lực. Cái này không thể nào, vẫn luôn là mặt lộ vẻ mỉm cười viêm đế người truyền thừa thất thố kêu to hắn dĩ nhiên cùng Lý Thiên Quần đối với quyền không rơi xuống hạ phong. Đây là có thật không? Lý Thiên Quần nhưng là thánh thể A. chương 817, chân Kinh, xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Quần cũng rất khiếp sợ, của hắn quyền kình có tội hủ kéo khô uy năng, không ai địch nổi, không ai dám mạnh mẽ chống đỡ. Có chút bản lãnh, chẳng trách như vậy hung hăng. Lý Thiên Quần bĩu môi, cánh tay phóng ra vạn trượng kim quang, đột nhiên xuất hiện lực bộc phát chấn động ra đến. Giang thần cấp tốc sau này rút lui, ngắn ngủi mất đi đối với thân thể khống chế. Luân hồi quyền, Lý Thiên Quần vào tới trước người, kim quang tụ tập ở song quyền bên trong, oanh kích xuống. Ngũ lôi thiên tâm trưởng, Giang thần không dám khinh thường, cũng sử dụng bản lãnh thật sự, từng đạo từng đạo mạnh mẽ sấm sét dâng trào ra, từ lòng bàn tay bạo phát. Quyền trưởng đụng nhau, lại là đinh tai nhức óc nổ vang. Trăm dặm bên trong không vực xuất hiện đáng sợ vòng xoáy, mạnh mẽ sức hút nuốt chửng vạn vật phía dưới một chỗ dãy núi chịu ảnh hưởng mặt đất nổ tung đá vụn bay múa đầy trời lý thiên quần sử dụng luân hồi quyền đều không phân thắng bại người này thật là tuyệt vời a à. lý thiên quần thân là thánh thể lần thứ nhất ở cứng đối cứng bên trong không chiếm thượng phong thần hy người ở bên cạnh nhìn kích đánh nhau hai người thay đổi lúc trước cách nhìn giật mình giang thần biểu hiện ra thực lực tuy rằng không biết thể chất của ngươi là cái gì thế nhưng chấm dứt ở đây đi. Lý Thiên Quần quyền pháp mãnh liệt, hai tay như đồng du rồng, lóa mắt kim quang nương theo bên trái hữu. Làm sao giang thần sấm xét hộ thân, không cách nào công phá, đánh cho khó phân thắng bại. Lý Thiên Quần mất đi vì là không nhiều kiên trì, lùi lại phía sau, sơ lên cao lên cánh tay phải, hết thảy kim quang giống tắt đăng, bị thu nạp nắm đấm bên trong. Từ từ, cái kia nắm đấm lần thứ hai phóng ra ánh vàng thời điểm, như treo cao mặt trời, gọi nhân không mở mắt ra được. Cửu dương chân kinh, thượng tam giới đến nhân chấn động không ngớt. Chết chắc rồi, tên kia chết chắc rồi. Nam hài trướng đỏ mặt, rất là kích động. Đúng là giang thần hít mắt lại, nghĩ tới điều gì. Không đoán sai, Lý Thiên Quần là thứ bảy giới thánh địa người. Ở thượng tam giới bên trong, nhân loại có tuyệt đối địa vị thống trị, đến từ chính vô số truyền thừa, ủng có khó có thể tưởng tượng gốc gác sức mạnh. Một ít cường thịnh thế lực cùng truyền thừa dài lâu lịch sử, được gọi là thánh địa. Thánh thể là một loại vô cùng đến thể chất, là cùng thần mạch như thế, trời sinh mà tới. Lý Thiên Quần chính là thánh thể, ỷ vào thân thể cường hãn, tu luyện hung mãnh thảo phạt thuật, phát huy ra thể chất ưu thế. Bất quá, vẻn vẹn là như vậy, bất quá là chỉ hiểu man lực mãng phu. Thân là thánh địa thánh thể, trưởng nắm thánh địa quan trọng nhất truyền thừa. Chân kinh, vượt qua võ học cùng công pháp tồn tại, rồi cùng thần hỏa kinh cùng kiếm kinh gần như, nhưng muốn càng mạnh mẽ hơn. Chân kinh là thánh địa cùng đại giáo truyền thừa, có chút chân kinh tịnh không hoàn chỉnh, chỉ có bản thiếu, vẫn như cũ có vô thượng uy lực. Chân kinh không tồn tại ở thư tịch cổ điển, Giang Thần không chỉ có không biết được những thế lực khác chân kinh, liền ngay cả Lăng Vân Điện chân kinh nội dung cũng không biết. Bởi vì hắn trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành, không cách nào thu được chân kinh truyền thừa. Gần rồi, đã rất gần, Giang Thần cảm thán một tiếng tiếp xúc được trưởng nắm đến chân kinh đối thủ, mang ý nghĩa hắn cách đến thượng tam giới, cách đến thánh vực lại tiến một bước. Luân hồi quyền, Lý Thiên Quần lần thứ hai ra chiêu, tương đồng quyền Pháp, ở chân kinh thôi thúc hạ, ánh quyền có thể so với liệt nhật, nhân bị bao phủ hạ, đều phải bị tinh chế. Yêu viêm, lên, giang thần không cam lòng yếu thế, lôi điện chi lực thu vào trong cơ thể mỗi cái trong tế bào, phần thiên yêu viêm bộc phát ra, cực nóng cực kỳ. Luân hồi kiếp, giang thần sử dụng có đoạn thời gian chưa từng dùng thần long võ học vẫn như cũng muốn cùng đối phương cứng đối cứng hắn luyện thành thần hỏa kinh tinh hỏa thiên viêm đế người truyền thừa lập tức nhìn ra điểm ấy lại là cả kinh hắn từ giang thần trên người cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt có giang thần ở một ngày viêm đế duy nhất truyền thừa thì sẽ không quy hắn giết hắn liền có thể thu được phần thiên yêu viêm nghĩ tới đây người truyền thừa toát ra gọi nhân bất an nụ cười bên kia Giang thần song quyền phát sinh tiếng sấm gió, tụ ở quyền bên trong yêu viêm để nắm đấm nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Hai người như vừa bắt đầu như vậy, song quyền lần thứ hai va chạm. Dường như hai cái thần lô đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, năng lượng khắp nơi tàn phá. Hai người phía dưới núi rừng hoàn toàn thay đổi, giấy lên ngọn lửa hừng hực. Giang thần cùng Lý Thiên Quần bị một mảnh năng lượng cho bao phủ, vô số người chừng lớn mắt, muốn nhìn rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Quần bay ra, vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, vẫn như cũ còn có sức đánh một trận. Không ra dự liệu a, à, thượng tam giới lòng người thầm nghĩ, cứ việc trong quá trình lo lắng một chút, kết quả là bất biến. Cường đại như Lý Thiên Quần tồn tại, triển khai cửu dương chân kinh, giang thần dường như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, này giang thần còn rất lợi hại, có nhân nói như vậy, gây nên không ít người tán thành, cũng có nhân đối với này xem thường này giang thần khẳng định là thượng tam giới đỉnh cấp tồn tại cần phải biết rằng lý thiên quần phía dưới không dám nói xong bởi vì sẽ đắc tội lý thiên quần mau nhìn giữa lúc mọi người cho rằng trận chiến này lúc kết thúc giang thần bóng người trở lại tầm mắt mọi người bên trong hắn còn chưa có chết không chỉ có không chết thậm chí hắn nhìn qua so với lý thiên quần còn tốt hơn rất nhiều giống cái người không liên quan dường như chỉ đến như thế mà ngoài miệng mang theo không mặn không nhạt nụ cười thon dài thân hình đứng ở đó, tịnh không có vẻ khôi ngô cường tráng, trái lại có chút đơn bạc, khó có thể tưởng tượng có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh to lớn. Ngươi đến cùng là ai? Lý Thiên Quần rốt cục không nhịn được hỏi, tầm thường này Giang Thần dĩ nhiên sẽ là cái kình địch. Có trọng yếu không? Giang Thần hỏi, Lý Thiên Quần khóe miệng nhắc lên một tia độ cong, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không trọng yếu. Chân kinh sức mạnh lại nổi lên, trói mắt kim quang tái hiện, thánh thể hạ hùng hậu sức mạnh triệt triệt để để thả ra ngoài. Mái tóc màu đen điên cuồng múa, toàn bộ nhân nhìn qua càng thêm khôi ngô, chiến y hạ cơ bắp càng rõ ràng. Lý Thiên Quần là triệt để quyết tâm, người này như là không chết, đủ để thành danh. Rất khó nói, giang thần thể chất không thua với thánh thể. Trời ạ, à, là nhân hoàng ấn. Bên kia, Lý Thiên Quần trong mi tâm có một vệt kim quang bay ra, một kiện có khí thế khủng bố bảo vật. Đạo khí, không đúng, là nửa bước đạo khí thiên thánh thành nhân khiếp sợ trụ cái kia không phải thật sự nhân hoàng ấn là hàng nhái bất quá vẫn như cũ có không tầm thường uy lực lần này không chỉ có là quyết tâm liền lá bài tẩy đều vận dụng a à. thần hy nghe bên tai âm thanh mặt cười che kín vẻ yêu lo không biết nên làm thế nào cho phải lý thiên quần hét dài một tiếng chân kinh lực lượng đánh vào nhân hoàng ấn bên trong cái này nửa đạo khí toàn lượn một vòng ở hắn điều khiển hạ Chấn áp hướng về giang thần. Đòn đánh này là Lý Thiên Quần toàn thịnh một đòn, cũng đại diện cho thượng tam giới thiên tài tôn nghiêm. Nửa đạo khí liền dám như vậy hung hăng, các ngươi thượng tam giới là không từng va chạm xã hội sao? Không nghĩ, đối mặt tính chất hủy diệt một đòn, giang thần vẫn như cũ rất dễ dàng. Rước tiếng sau, hai tay của hắn phân đừng xuất hiện một thanh bảo kiếm. Phong hỏa kiếm luân, chương 818, sông đạo cung. Hai cái đạo khí, cái này giang thần tuyệt đối không phải người bình thường võ đế môn đồ quả nhiên bất phảm a à. thượng tam giới nhân rốt cuộc nhận rõ giang thần không phải bọn họ có thể xem thường bởi vì xa so với bọn họ muốn ưu tú lẽ nào hắn đã chiếm được bộ phận truyền thừa không nên a à. viêm đế người truyền thừa lơ ngơ hắn không tin giang thần là bởi vì võ đế môn đồ mới như vậy tuyệt vời viêm đế truyền thừa là xảy ra chuyện gì trong lòng hắn rõ ràng có thể ngoài ra hắn không tìm được lý do nào khác bên kia quyết phân thắng thua một khắc đã đến phong hỏa kiếm luân giang thần đòn mạnh nhất tụ tập toàn thân sức mạnh mạnh nhất thêm vào thiên khuyết kiếm cùng xích tiêu kiếm đều là đạo khí nhân hoàng ấn va chạm mà đến không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá bị phong hỏa kiếm cảnh nghiền nát lý thiên quần đòn đánh mạnh nhất càng là cực kỳ yếu đuối chân kinh sức mạnh như đá chìm đáy biển liền ngay cả chạy trốn đều không làm được đáng ghét ha à. Lý Thiên Quần triệt để biến sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi. Dừng tay, tuyệt đối không nên hạ tử thủ. Hư vô không chung, truyền đến hai tên đại năng lo lắng tiếng kêu, tiếp theo hai đạo lưu quang chạy như bay mà xuống, đem suýt nữa chết Lý Thiên Quần cứu. Phong hỏa kiếm luôn còn không kết thúc, kiếm vòng bên trong phong hỏa ý cảnh tiết lộ hơi thở của sự hủy diệt, để hai tên đại năng trong lòng cả kinh. Đột nhiên, giang thần hai cái kiếm giao nhau vung ra, kiếm vòng bị đánh bay ra ngoài, đánh úp về phía nhận vì là đã an toàn lý thiên quần lớn mật cứu giúp đại năng thịnh nộ trước sau ra tay sức mạnh hùng hồn oanh kích ở kiếm vòng bên trong kiếm vòng nổ bể ra đến nhưng trở nên cực kỳ nguy hiểm vô số đem mũi kiếm không có quy luật chút nào bay loạn a à, một tiếng hét thảm từ lý thiên quần trong miệng phát sinh một đầu ngón tay bị mũi kiếm chặt đứt may mà xuất thủ cứu giúp nhân phản ứng đúng lúc đem còn lại mũi kiếm toàn bộ chống đối tiểu tử thúi người ngay cả chúng ta cửu cực thánh địa thánh thể cũng dám chém giết sao. Võ đế môn đồ, vẫn chưa thể để ngươi hoành hành vô kỵ. Hai tên đại năng cả giận nói, đều là đại tôn giả bên trong hàng đầu tồn tại, tương đồng đặc thù là già nua, như là sống hơn trăm năm. Các ngươi dài dòng nữa, ta liền các ngươi cũng làm thịt rồi. Giang thần lạnh nhạt nói, nương theo lời này, trong thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bên kia thần hy đám người vẻ mặt dường như quái đản, từng thấy hung hăng, chưa từng thấy như vậy hung hăng. Người đang nói cái gì? Đại năng ái náy giận dữ, phong vân biến sắc. Quên đi, một gã khác đại năng nhìn chằm chằm giang thần trong tay thần hỏa giới, ngưng trọng nói. Lý Thiên Hoa bị phế đi tu vi, Lý Thiên Quần bị chém đứt chỉ tay, liền như vậy quên đi. Đồng bạn của hắn không chịu bỏ qua, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người. Mãi đến tận đại năng khẽ nói một phen, người này mới chú ý tới thần hỏa giới, vẻ mặt trở nên rất quái lạ. Thứ bảy giới, hoan nghênh của người đến, Lý Thiên Quần lạnh lùng nói, hắn vừa nãy trước tiên trên không trung tiếp được tự mình đoạn chỉ, lại dùng hàn băng. Ta sẽ đến, Giang thần cười lạnh nói, người luyện thành thần thể, lòng tham không đáy, trung quy sẽ dừng lại ở thiên tôn. Lúc trước nói quên đi đại năng hướng về phía Giang thần nói câu, mang Lý Thiên Hoa cùng Lý Thiên Quần rời đi. Cửu cực thánh địa bị đánh chạy, nhìn bốn người biến mất không còn tâm hơi, thần hy thở vào một hơi, những người còn lại ngốc như gà gỗ. Thánh thể lý thiên quần cuối cùng vẫn thua, nếu như không phải đại năng xuất thủ cứu giúp, đã sớm bị chém giết ở dưới kiếm. Nhưng ở đại năng bảo vệ cho, vẫn như cũng bị chém xuống chỉ tay. Cái tên này thể chất như vậy cường hãn, còn trưởng khống kiếm đạo sức mạnh, biến thái A. Còn có thể khống chế dị hỏa, Lý Thiên Quần bị bại không oan. Rất nhanh, mọi người phát hiện Giang Thần không có thu kiếm, Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Viêm Đế người truyền thừa. Trước ở người trên thuyền rất nhanh nhớ tới vừa nãy người thừa kế này đã nói, muốn cho hắn đến chém giết Giang Thần. Giang Thần không có quên lời kia, muốn dự định tính sổ. Người không phải muốn giết ta sao?" Giang Thần cười lạnh nói. Người truyền thừa sắc mặt không dễ nhìn, bĩu môi, nói "Trâu cái gì trâu, nói giết ngươi liền giết ngươi." Tiếng nói vừa dứt, quanh thân xuất hiện vô số lửa cháy, hình thành một cái vòng xoáy. Ngay ở mọi người nhận vì là đại chiến động một cái liền bùng nổ thời điểm, vòng xoáy đem người truyền thừa nuốt chửng lấy, biến mất không còn tăm hơi. Chạy, mọi người vừa bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì thủ đoạn công kích, mãi đến tận xác định vùng thế giới này không có hơi thở của hắn sau, mới phản ứng được. Hắn trực tiếp bị dỏa chạy, trong lòng mọi người cả kinh, nghị luận sôi nổi. Giang thần lắc lắc đầu, chẳng muốn đi truy sát, đại chiến qua đi, hắn có thật nhiều cảm mộ cùng tâm đắc cần phải đi đốn ngộ Lâu không gặp một trận đại chiến, để hắn trưởng thành không ít. Ngày kế, thiên thánh thành phát sinh trận chiến đấu này bị chấn động tam giới. Cứ việc mọi người không biết rõ lý thiên quần, lại biết thánh thể cùng cấp chín thánh địa. Căn cứ mắt thấy cái kia trận chiến đấu nhân thuyết pháp, vậy cũng gọi là là người trẻ tuổi bên trong một hồi khoáng thế cuộc chiến. Bất quá, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được giang thần có thể có thực lực như vậy. Thượng tam giới đệ tử cũng có ba bảy loại chạy đến một kẻ yếu bại bởi bình thường giả, nói rõ không là cái gì. Lời này là Khương Chiết nói, Lý Thiên Quần đối với những người này tới nói quá mức xa lạ, bọn họ đều lấy giang thần làm cân nhắc tiêu chuẩn. Bại bởi giang thần, dù cho là thượng tam giới, có thể mạnh bao nhiêu. Cũng là nhờ có cách xa ở thứ bảy giới Lý Thiên Quần không nghe được những thanh âm này, không phải vậy nhất định phải tìm những người này quyết một trận tử chiến. Nửa tháng sau, lại có quan hệ ở giang thần tin tức truyền đến. Nguyên bản đều chán ghét hơn đám người nghe được giang thần sắp làm cái gì sau, đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, ôm để cần phải. Giang thần, sắp sửa ở xương hào chi chiến bắt đầu trước khiêu chiến nói cung. Thiên thánh thành một trận chiến qua đi, mọi người đều muốn nhìn một chút hắn sẽ đạt được cái gì thành tích. Vào giờ phút này, giang thần đang định đi tới đạo cung. Ở trước khi lên đường, hắn ở cùng thần hy nói lời từ biệt. Phát sinh chuyện lúc trước, thần hy không thể đợi đến xương hào chi chiến, được đan hoàng dặn dò, nhanh chóng trở về thứ bảy giới. Giang thần, người đến thứ bảy giới thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận. Thần hy đối với hắn rất băn khoăn, trêu chọc đến cửu cực thánh địa, dựng nên mạnh mẽ, trong lòng nàng rất hổ thẹn. Không có quan hệ gì với ngươi, Giang thần lần thứ hai cường điệu một câu. Thần hy nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên rất có oán niệm địa liếc mắt nhìn hắn, nói ai, xem ra là không hy vọng nhìn thấy tôn sư. Cũng không nhất định, muốn không ngươi trước đem đan hoàng tiền bối nghi hoặc nói cho ta, ta tìm tới sư phụ hướng về hắn hỏi lại. Giang thần nói nói, thần hy chăm chú suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, vẫn là chờ ngươi đến thứ bảy giới nói sau đi. Chợt, Giang thần nhìn theo đan hoàng thuyền bay về phía chân trời, biến mất ở trong tầm mắt. Đạo cung, Giang thần trong mắt giấy lên đấu trí, ninh hạo thiên sông vào đệ tứ cung, lưu danh 10 vị trí đầu, cho hắn rất lớn kích thích. Nghĩ đến Ninh Hạo Thiên lúc trước sắc mặt, hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Trong nửa tháng này, hắn căn cứ cùng Lý Thiên Quần một trận chiến thu hoạch được tâm đắc, thụ ích lương đa. Hắn muốn thông qua đạo cung, lại lên một tầng nữa, dùng đi cái kia mảnh trà mộ đạo. Nếu như kiếm đạo của ta sức mạnh đạt đến đại sư trình độ, xương hào chi chiến liền không có gì đáng lo lắng. Nghĩ tới đây, Giang thần trong lòng nóng lên, nói nói, không biết sư tỷ đến thời điểm có đến hay không chương 819, Thánh Hoàng Tử, Đạo Cung, cử giới cổ xưa nhất tồn tại chi một. Lật khắp cả cổ sử, cũng tìm không được Đạo Cung manh mối, so với xương hào điện còn muốn thần bí. Đạo Cung vừa bị phát hiện thời điểm, kinh động bên trong, Thượng Tam Giới. Thượng Tam Giới Thánh Địa, Thần Giáo, thế gia toàn bộ phái ra cường giả, cướp đoạt Đạo Cung bảo vật. Bởi vì bảo vật phát sinh đại chiến mỗi ngày đều có, đánh cho đất trời tối tăm, đất dung núi chuyển cũng làm cho trung tam giới linh tộc nhận rõ thượng tam giới nhân loại mạnh mẽ đến đâu, đàng hoàng hơn một nghìn năm. Giờ này ngày này, đạo cung giống tuyết, liền một cọng lông cũng không tìm tới, chỉ còn dư lại chống đỡ tầm bảo giả sức mạnh. Đạo cung không ngừng một chỗ, chín cảnh đều có. Trước Ninh Hạo Thiên đi tới tam hoàng cảnh, vốn là muốn sông đạo cung, nghe nói giang thần muốn tham gia đan dược tỉ thí, cố ý chạy tới thiên thánh thành. Để ta xem một chút đệ tứ cung thiên tài đến cùng là mức độ nào sau bốn ngày gian thần đi tới đạo cung vị trí một ngọn núi lớn bầu trời đạo cung ở vào núi bên trong ở chân núi hạ có một mảnh nhìn không tới phần cuối kiến trúc bất quá không có nhìn thấy tường thành kiến trúc đều giải rác hỗn loạn không có đi qua quy hoạch cũng không thể xem như là một tòa thành đại sơn có gan kỳ lạ sức mạnh không cách nào phi hành đi vào gian thần rơi chân núi hạ phải biết cung không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra bảy ngày một cái tuần hoàn cái này hạn chế không phải đạo cung bản thân có, là thượng tam giới nhân nhận vì là đạo cung bản thân bất phàm, lo lắng bị nhân bị đạp, ở chín cảnh lối vào bầy xuống cấm chế. Giang thần lúc này biết rồi tại sao lại có nhiều như thế kiến trúc. Hắn trước một bước tới rồi, còn phải chờ thêm ba ngày, cần chỗ đặt chân. Hoa lệ tử lâu khắp nơi có thể thấy được, thậm chí cũng không có thiếu phong nguyệt nơi. Giang thần tìm một quán rượu, ngồi ở lầu hai nhìn đại sơn phương hướng. Hiện tại thói đời thực sự là thay đổi thất thường A, à, một cái đến từ hạ tam giới ra hỏa sông vào đệ tứ cung, đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Ninh hạo thiên mang đến gây rối vẫn không có kết thúc, lúc này tử lâu chính đang bàn luận việc này. Nghe nói cái kia ninh hạo thiên người mang hai loại truyền thừa máu, dung hợp làm một đầu có thể thôn thiên dị thú. Đây chỉ là của hắn tư chất, chân chính lợi hại chính là hắn thu được võ thần môn truyền thừa cổ xưa mới có thành tựu như thế này. Giang thần đầy hứng thú nghe, đối với Ninh Hạo Thiên trưởng thành cảm thấy rất hứng thú. 500 năm trước, ta đến Trung Tam giới xem xét xương hào chi chiến thời điểm, võ thần môn cũng đã tồn tại, 500 năm sau, lấy như vậy một cái hung hăng tên còn không ngã thế lực, có gì đó quái lạ a. À? Giang thần nghĩ thầm, nghe nói cái kia Giang thần cũng phải đến sông Đạo Cung, không biết sẽ có thành tích gì. Đáng để mong chờ a, à, hắn có thể đẩy lùi thứ bảy giới thánh thể, nói rõ không chỉ có luyện đan lợi hại dù sao cũng là võ đế môn đồ, nói nói, những người này cho tới tự mình, giang thần mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái. Cái gì chó má võ đế môn đồ, có cái gì tốt đề? Đột nhiên, tùy tiện âm thanh đánh gãy mọi người nghị luật, mọi người nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là vị thiếu niên lang. 14, 15 tuổi, dài đến 10 phân tuấn tú, đầy đặn môi chính mang theo châm biếm nụ cười. Ở phía sau hắn, đứng hai tên bình thường không có gì là ông lão, bất quá người tinh tường đều biết, vậy tuyệt đối là cường giả. Thiếu niên lang, người lời này không khỏi ngông cuồng điểm đi. Lúc trước nói giang thần làm sao tuyệt vời nhân không nhịn được mở miệng nói. Đây chính là ngông cuồng sao, chỉ có thể nói các ngươi kiến thức nông cạn, thánh thể dù cho tuyệt vời, có thể không trưởng thành rồng, cũng đánh không lại thành niên hổ báo, đạo lý này cũng không biết sao. Thiếu niên lang liên tục cười lạnh, trong chén rõ rượu uống một hơi cạn sạch. Đạo lý này người nào không biết, có thể ngươi lại làm sao mà biết thánh thể không trưởng thành có nhân đưa ra nghi vấn nếu như thánh thể trưởng thành giang thần đã sớm thảm bại thật sự cho rằng hắn có bản lãnh gì thiếu niên lang để chén rượu xuống gò má ửng đỏ đắc ý nói võ đế môn đồ hừ 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 ta có thể đem hắn đánh cho chó lợn không bằng lời vừa nói ra từ lâu ồ lên một mảnh đều không chịu được thiếu niên lang hung hăng khí diễm giang thần linh tôn cảnh giới đánh giết thiên tôn cảnh giới mục tề thiên hàng phục dị hỏa chém giết thần cấp công tử có nhân không phục nói ra giang thần chiến tích sau đó thì sao thiếu niên lang không khách khí đem hắn lời đánh gấy nói mục tề thiên chỗ nào rác rưởi cũng dám lấy ra khoe khoang thần cấp công tử mười châu cấp thấp thiên tài ta một cái tay đều có thể đâm chết đánh đau tống hạo hỏa chính vũ ngô tử minh vậy cũng là mượn ngoại lực nếu không thì ngày ấy ở thiên thánh thành hắn đã sớm dường như một con chó chết. Giang thần trầm mặc không nói, đánh giá thiếu niên lang. Đúng là những người khác không chịu được lớn lối như thế người. Người trẻ tuổi, người cũng quá kiêu ngạo, làm người vẫn là biết điều hay có nhân huấn cả giận nói. Ha 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 ha, thiếu niên ngửa đầu cười to, ánh mắt đảo qua lầu hai mọi người, nói, làm người biết điều. Nói thật hay giống nếu như không biết điều, liền có thể rất trâu dường như. Một đám không sống ra phong thái rác rưởi tìm cái lý do qua loa lấy lệ tự mình, vì là cả đời mình bình thường tìm lý do tốt sao? Lời nói này thực sự là quá làm người tức giận, ở đây có không ít thiên tôn nhân vật, nhẫn không hạ khẩu khí này. Ngươi làm càn, nói làm người phải khiêm tốn người trung niên đập bàn mà lên, nói ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Vừa dứt lời, người trung niên gặp phải đòn nghiêm trọng, bình bay ra ngoài, đem vách tường va đổ. Thật nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trung niên nhân đứng địa phương, một cái tay đặt ở sau lưng, cái tay còn lại duy trì xuất trưởng tư thế. Rác rưởi thiếu niên lang buông cánh tay xuống, ánh mắt có điện, lạnh rên một tiếng, nhanh chân đi xuống lầu. Hai tên ông lão cũng có động tác, một người trong đó tùy tùng thiếu niên lang, một người khác đi tới sụp đổ vách tường trước. Đây là của người tiền thuốc thang, ông lão đạm mạc nói, tiện tay hướng tới trước vung lên, một đống lớn thượng cấp nguyên thạch bầy để dưới đất làm xong tất cả những thứ này ông lão cũng không để ý người trung niên đáp lại lặng yên rời đi thiếu niên kia lang đến cùng là ai vậy làm như thế phái gọi người hiếu kỳ thiếu niên cá tính ở tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp trung tam giới đều là cực kỳ hiếm thấy cho ta truyền lời cho cái kia giang thần nếu như hắn đến rồi nơi này gọi hắn lăn tới gặp ta lầu hai bên trong người rất nhanh lại nghe được trên đường phố truyền đến thiếu niên âm thanh hắn âm thanh rất lớn đạo cung bên dưới ngọn núi cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy. Giang thần ngay ở thiên thánh thành, nếu như muốn sông đạo cung, sẽ không xá gần lấy xa, đi tới cái khác địa cảnh, vô cùng có khả năng tới nơi này. Trên thực tế, Giang thần cũng đã đến rồi, thánh hoàng tử, hạ thiên kỳ, chợt thiếu niên báo ra thân phận mình, ở trung tam giới, chỉ có một cái hoàng triều hoàng tử dám đảm nhận, dám ngay ở thế nhân trước mặt như vậy tự xưng. Vậy thì là huyết ảnh hoàng triều, thánh hoàng tử. Hắn lại dám như vậy tự xưng. Hạ Thiên Minh, căn bản chưa từng nghe nói a, à, khẳng định lại là tránh né chém mầm hành động sau trở về hoàng tử. Không biết Giang Thần biết được tin tức này có đến hay không a. À? Lầu hai bên trong, Giang Thần để đũa xuống, ung dung thong thả lau khô miệng ba, muốn tới thanh thủy rửa sạch sẽ hai tay. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Thần tự nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Chương 820, địa phủ môn, thực sự là kỳ quái như vậy tuổi trẻ liên tiếp dẫn trở về, lẽ nào là chém mầm hành động uy lực đang yếu bớt. Có thể, trung tam giới càng ngày càng ôn hòa, các lớn linh tộc cũng lâu không khai chiến, chém mầm hành động sớm muộn cũng bị ngưng hẳn. Thánh hoàng tử trẻ tuổi như vậy, liền có trí cường thực lực, linh tộc thật là có đủ đáng sợ. Đạo cung bên dưới ngọn núi, vô số người bởi vì hạ thiên kỳ này một tiếng hống cho kinh động, nghị luận sôi nổi. Thánh hoàng tử, thực sự là hảo lớn gương mặt, chưa đủ lông đủ cánh, cũng học người khác phóng đại lời nói. Hạ Thiên Kỳ buông lời không bao lâu, giang thần âm thanh vang lên theo. Lần này, đạo cung bên dưới ngọn núi triệt để náo nhiệt lên. Nguyên lai giang thần vừa lúc ở nơi này, còn đi ở trên đường phố Hạ Thiên Kỳ tức giận trùng thiên, hắn như vậy tuổi tác, hận nhất người khác nói hắn lông không có trường tề. Bởi vì xác thực vẫn không có trường tề, ta ngay ở này, mau cút đến đây đi. Giang thần âm thanh lại nổi lên, có nhân nhìn thấy hắn đứng ở trước đó từ lâu nào nóc nhà. Một đường đỏ như màu máu khí mang sông lên vân tiêu, Hạ Thiên Kỳ đi tới không chung, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt giang thần. Ngươi chính là giang thần, Hạ Thiên Kỳ nhớ tới vừa nãy ở từ lâu thời điểm gặp người này. Phí lời, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, sát khí kinh người, còn nhỏ tuổi dường như một vị sát thần. Thằng nhóc một cái, học người khác giả ngu giang thần nói nói hôm nay ngươi chắc chắn phải chết hạ thiên kỳ nghe hắn nói như vậy sát niệm kiên quyết giang thần ở trong mắt hắn đã là người chết hai người này là có cửu oán sao chưa từng nghe nói a à, giang thần vẫn cùng huyết ảnh hoàng triều một gã khác hoàng tử giao hảo cái kia vì sao mùa hè này kỳ chấp niệm như vậy thâm mọi người đều rất tò mò muốn biết rõ nguyên nhân một cái hạ tam giới rác rưởi làm náo động lớn dường như thằng hề khiến cho nhân khó chịu Hôm nay chém ngươi, báo cho thế nhân cái gì mới là cường giả. Hạ thiên kỳ bàn tay có một vầng huyết nguyệt, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là thanh đao. Quả nhiên là tiểu hài tử tâm thái A. Giang thần đùa cợt nói, ngươi muốn chết, hạ thiên kỳ không thể nhịn được nữa. Hắn chính là kỳ tài ngút trời, được gọi là thánh hoàng tử, 14, 15 tuổi, sánh ngang sông qua đạo cung cường giả. Ba tháng trước, từ thiên hà giới bị tiếp dẫn về huyết ảnh hoàng triều. Trẻ tuổi nóng tính hắn vốn tưởng rằng lập tức liền nổi danh chấn động trung tam giới, muôn người chú ý. Kết quả, từ giang thần lấy phong công tử thân phận cùng Khương gia phát sinh xung đột bắt đầu, trung tam giới thảo luận nhiều nhất người đều không phải hắn. Hơn nữa vậy còn chỉ là bắt đầu, giang thần lấy linh tôn chém giết thiên tôn, bị nhân nói là khó mà tin nổi. Tiếp theo, hàng phục dị hỏa, chém giết thần cấp công tử, cuối cùng lại ở thiên thánh thành làm náo động lớn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình danh tiếng hoàn toàn bị chiếm trước, thẹn quá thành giận, muốn xông đạo cung dương danh, tùy tiện chém giết Giang Thần. Đây chính là nguyên nhân, đơn giản bất quá. Không giống chính là, người khác chỉ có thể lấy thắng bại đến phân cao thấp, hắn nhưng phải đem Giang Thần chém giết. Hiện tại cũng bắt đầu hành động, trong tay huyết nguyệt ánh đao huy tỏa ra, ban ngày biến thành buổi tối, huyết nguyệt treo lơ lửng trên không. Dị tưởng, này dị tưởng phạm vi cũng quá khủng bố đi. Đạo cung bên dưới ngọn núi, người người chấn động, đều bị Hạ Thiên Kỳ biểu hiện ra thực lực dọa đến. Một giây sau, huyết nguyệt thu hết trong đao, lưỡi đao hướng về, chính là Giang Thần. Giang Thần song kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị ninh địch. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, giữa hai người hư không, phát sinh vặn vẹo, như là bình tĩnh mặt hồ hạ có món đồ gì muốn đi ra. Hạ Thiên Kỳ lại đây thời gian, một cái liệt nhật giống như thần kiếm xuất hiện, hướng về hắn giết tới. Ngày, chiêu kiếm này có thể so với đại tôn giả a không phải chiêu kiếm này vốn là đại tôn giả sức mạnh không đúng chiêu kiếm này không phải giang thần phát ra có người muốn ám sát thánh hoàng tử mọi người rất nhanh phát hiện chiêu kiếm này cùng giang thần không có bất kỳ liên quan giang thần chính mình cũng là đầu óc mơ hồ mọi người trong lòng đều có mãnh liệt kinh cảm tiếp theo lập tức nghĩ tới đồng nhất điểm chém mầm hành động linh tộc tàn khốc nhất một chuyện thánh hoàng tử thực sự quá tuổi trẻ 14, 15 tuổi, quá sớm tiếp dẫn trở về, bị nhân nhìn chằm chằm. Có thể trốn ở trong hư không, khó lòng phòng bị, tuyệt đối là tinh anh sát thủ. Giang Thần nghĩ thầm, chết đi cho ta, không nghĩ tới chính là Hạ Thiên Kỳ ngung cuồng vô biên, không né không tránh, mạnh mẽ chống đỡ mặt trời giống như mũi kiếm. Đao kiếm đụng nhau, nhật nguyệt giao tiếp, thiên địa lúc sáng lúc tối, khác nào rơi vào hỗn độn. A, à, thánh hoàng tử kêu thảm một tiếng bàn tay cùng cánh tay nhỏ bị chấn đoạn. Thiên tôn hắn không có nghịch thiên chi lực, bất quá hắn cũng rất đáng gờm. Sát thủ xưa nay không phải muốn cùng nhân quyết chiến, ra chiêu chính là sát chiêu. Hạ thiên kỳ phá giải trí mạng một chiêu kiếm, trả giá không nhỏ đánh đổi. Thánh hoàng tử, lúc trước hai tên lão giả kia lấy tốc độ nhanh nhất đi tới không chung, một người trong đó hướng tới hư không nhấn một ngón tay. Chỉ mang xuyên không mà qua, ở trong hư không bắn chúng cái gì. Nương theo một tiếng hét thảm, một người đột nhiên xuất hiện, từ không trung té rớt, manh mối có một cái lỗ máu. Thật mạnh, Giang Thần nhìn nhìn mà than thở, song phương giao thủ đều dính đến tầng không gian thứ, hắn còn cách đến rất xa. Là Địa phủ môn sát thủ. Không được, Địa phủ môn ra tay, tuyệt sẽ không như vậy qua loa, còn có hậu chiêu. Bảo vệ thánh hoàng tử hai tên ông lão như gặp đại địch. Địa phủ môn, Giang Thần lấy làm kinh hãi, ở 500 năm trước Thượng Tam giới xuất hiện một sát thủ tổ chức, cũng là gọi danh tự này. Lúc đó địa phủ làm náo động lớn, là một người tổ chức sát thủ, không bao lâu nữa sẽ bị diệt. Vạn vạn không nghĩ tới 500 năm sau, một sát thủ tổ chức truyền thừa xuống, có thể xưng tụng là nghịch thiên. Không được, Giang Thần biến sắc mặt, hăng hái sau này rút lui. Ngược lại không là hắn cũng bị nhìn chằm chằm, mà là hắn cách đến sát thủ mục tiêu quá gần, cũng bị lan đến hắn vừa lui về phía sau ra không bao lâu, hư không xuất hiện một cái to bằng nắm tay hố đen, thả ra khủng bố sức hút. Cả con đường nói phòng ốc bắt đầu xa hóa, lại bị hấp hướng về trong hắc động. liền ngay cả trên đường phố vô tội người đứng xem cũng bị rút khô huyết nhục, biến thành từng bộ từng bộ thây khô. Trong chớp mắt, chết không ít ở 500 người. Đáng ghét, Giang thần nhìn thấy địa phủ môn sát thủ tàn nhẫn như vậy, trong lòng giận dữ. Mang theo thánh hoàng tử đi mau, bên kia, ông lão còn đang chống cự sức hút, bọn họ rất nhanh nghĩ ra sách lược, một người trong đó hy sinh tự mình, một người khác mang theo hạ thiên kỳ phá vòng vây. Huyết vì là nguyên, ảnh quy vô, ông lão nắm lấy hạ thiên kỳ vai, triển khai bí pháp, hai người dầm một tiếng hóa thành dòng máu, biến mất không còn tâm hơi. Nạp mạng đi, còn lại người lão giả kia đầy mặt kiên quyết, không lại chống lại sức hút, trái lại hướng về phía hố đen mà đi. Ngón tay mang theo một giải hào quang giật thải mũi kiếm, không gian như là một khối bố, bị mũi kiếm xé rách. Mắt thấy mũi kiếm muốn rơi vào trong hắc động, hết thảy sức hút biến mất không còn tăm hơi, hố đen ngược lại thả ra một luồng năng lượng ba. Không, đứng mũi chịu xào ông lão hào không sức chống cự, chém thành muôn mảnh, phía dưới mặt đất càng bị nguồn năng lượng này ba đánh cho chìm xuống. Thực sự là đáng sợ, quan sát giang thần lòng vẫn còn sợ hãi, lúc trước chết đi nhân càng là liền cha đều không còn lại. Sau một ngày, truyền đến tin tức, Địa phủ môn sát thủ truy sát huyết ảnh hoàng triều thánh hoàng tử ba vạn dặm, một đường đẫm máu, tử thương vô số. Cuối cùng, thánh hoàng tử thoi thóp, thân thể bị đánh cho không trọn vẹn, rốt cuộc trốn về đến hoàng triều bên trong. Làm người hay là muốn biết điều a, à? biết được tin tức, Giang Thần cảm thán một tiếng. Hết tập 41.